Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Hôm nay mời các bạn theo dõi bộ truyện anh hùng trí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Sơn Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ, Võ Hiệp. chương 3, trận chiến cuối cùng. Đi năm sáu ngày đường, Tần Trọng Hải đều trốn trong quân doanh, rất ít bắt chuyện cùng Lưu Vân. Đêm nọ, khi đại quân tiến đến giáp danh Sơn Đông, Tần Trọng Hải bất ngờ hạ lệnh đóng quân mọi người dàn xếp quân mã ổn thỏa đến lúc vây quanh lửa chạy tán chuyện chợt nghe một tiếng cười dài một người từ trong doanh đi ra chính là tần trọng hải lý phó quan tiến lên hỏi tướng quân chúng ta đã đến tỉnh thành kế tiếp nên hành sự ra sao tần trọng hải ngửa mặt lên trời cười to cất cao giọng nói các người nghe cho kỹ tối nay xem như nề mặt tần mỗ mời tất cả làm cường đạo một lần cho ta Đám người nghe vậy đều lấy làm kinh ngạc, Lưu Vân càng hoảng sợ la thành tiếng. Tần Trọng Hải thấy mọi người có vẻ trần chờ, liền cười hắc hắc nói. Các người theo ta đến nay đã 7-8 năm, mở trận ta luôn sông đầu, không hề e ngại chối từ khổ cực. Nếu chưa vì có lòng yêu quý ta, hôm nay coi như nề mặt tần mỗ mà mạo hiểm một hồi. Quân sĩ hai mặt nhìn nhau, thoáng chốc lại cười hì hì. Thì ra toàn bộ đám người đều xuất thân lục lâm thảo mãng, được Tần Trọng Hải nhất nhất thu phục vào trong quân. Vừa nghe nói trở về nghề cũ, cả đám hưng phấn dị thường. Có điều sở thượng quan giả cách dò xét, giờ biết chuyện này là thực, cả đám đều hoa tay múa chân, còn cần động viên thêm gì nữa. Lý phó quan bĩu môi về phía Lư Vân, thấp giọng hỏi. Tần tướng quân, Lư công tử này có đáng tin cậy chăng? Tần trọng hải cười ha hà nói. Người đừng cho hắn là người đọc sách, hắn cũng xuất thân phỉ đồ đó lý phó quan ồ một tiếng có vẻ không mấy tin tưởng quả nhiên lư vân tự cho mình mang tâm thánh hiền sao chịu được chuyện hoang đường như thế hắn bước nhanh ra phía trước trầm giọng hỏi tần tướng quân nói đánh trận cuối cùng chính là đi cướp bóc sao tần trọng hài hắc hắc cười lạnh nói tần mỗ là hạng người nào mà đi trộm cướp vặt lư huynh đệ tin tưởng thì cứ theo ta tuyệt sẽ không ô uế nửa ngón tay của ngươi còn không tin liền quay đầu rời đi, ta không oán trách nửa câu. Y không dây dưa thêm cùng Lưu Vân nữa, cùng thuộc hạ cởi bỏ trang phục quan binh rồi đổi sang hắc y, có vẻ tính là một mẻ lớn. Lưu Vân tính toán một trận, do dự một hồi mới nói. Được, ta tin tướng quân, chúng ta đi cùng một chỗ. Hắn nói như vậy nhưng âm thầm quyết. Định, nếu quả thật tần trọng hải có chủ ý hại dân hại nước, tuy hắn không thể ngang nhiên trở mặt nhưng sẽ tận lực khuyên can, tuyệt không để người vô tội bị sát hại. Tần Trọng Hải lấy ra một tấm bản đồ, thấp giọng căn dặn mọi người với vẻ đầy thần bí, không biết là có tính toán gì. Chờ đến canh ba, đại quân phát ra một tiếng hô, liền từ Sơn Cương lao xuống áp sát tỉnh thành. Lưu Vân không biết ý đồ của Tần Trọng Hải, sợ y đả thương đến lão bá tánh, liền gấp gáp theo sau. Đại quân xông thẳng tới cửa thành, hướng này ít có đạo tặc lui tới, số lượng quân sĩ thủ thành ít ỏi lại đêm khuya nên cửa thành chỉ khép hờ quan binh thủ thành đang ngủ say chợt nghe tiếng la ó nổi lên mắt thấy người la ngựa ý lao tới đám này sợ đến tè ra quần cả kinh kêu lên bọn cướp sơn đông tới rồi tần trọng hải thúc ngựa đi đầu mở cửa lớn đám thuộc hạ lập tức xông tới bắt trói quân sĩ thủ thành năm nghìn binh mã vào trong không đi quấy rối lão bá tánh mà chạy như bay trên đường lư vân còn lo lắng tần trọng hải xuất đao giết người giờ thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên không biết sốt cuộc tần trọng hải có tính toán gì lúc này lão bá tánh đã tỉnh giấc nghe có quân mã tràn vào thành thì sợ đến hồn bất phụ thể nhất thời hô cha gọi mẹ ào ào trốn dưới bàn thờ thắp hương niệm phật chỉ cầu các ông cường đạo mau mau rời đi cho lư vân nhíu mày đi theo đại quân trong lòng không ngừng suy xét dụng ý của tần trọng hải đi một hồi chợt thấy phố bên có một khách sạn khá quen mắt hắn ngẩng đầu nhìn, thấy có ba chữ khách lai hiên. Lư Vân ồ một tiếng, nhận ra đây là thị trấn hắn từng lưu lạc tới khi năm xưa thi rớt, nghèo túng đến nỗi phải đi làm tiểu. Nhị, không biết Tần Trọng Hải tới đây làm gì. Lúc này, Tần Trọng Hải đã dẫn quân tới huyện Nha, ha hà cười nói. Lư huynh đệ, chỉ mỗi cái nha môn này mà hại ngươi bi thảm đến vậy. Lư Vân chợt giật mình tỉnh ngộ, run giọng hỏi. Tần tướng quân, ngài, ngài đến báo thù thay cho ta. Năm đó do huyện nha này hãm hại, Lưu Vân bị đánh đến chết đi sống lại. Về sau được hảo hán giang đông song long. Trại giải cứu, hắn tiếp tục bị vô cáo thêm tội vượt ngục cùng đám này, mở ra thêm hai năm dài bi thảm về sau. Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói. Tiểu nhân trong chiều nhúng tay, muốn triệt để đánh rất công lao của Lưu Huynh Đệ, không để cho ngươi rửa sạch án hoan. Hắc hắc, như thế cũng tầm thường mà thôi. Giờ tần mỗ dẫn quân mã ở đây, đám thỏ đế kia không giúp ngươi, chúng ta liền tự mình làm cho thống khoái, có gì mà phải ngại ngần. Lư Vân nghe thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tần trọng hải sớm đã điều tra lai lịch của hắn, mắt thấy hắn có chí mà thân khó tiến, liền tới đây xuất đầu rửa hận dùm một phen. Trong tâm cảm động, hồi tưởng cả đời không ai đối đãi với với mình tốt như vậy, bất giác Lư Vân ứa lệ, nói tâm ý của tần tướng quân, Lưu Vân xin tâm lĩnh. Chỉ là ta đã quyết hồi hương dạy học, tướng quân cần gì khổ tâm như vậy? Tần Trọng Hải hắc hắc cười lạnh. Năm đó ta kéo người huynh đệ nhập bọn, đã đồng ý rửa oan thay ngươi, đây là ta nợ ngươi, còn nói nhiều làm gì? Lưu Vân lắc đầu nói. Huynh là mệnh quan triều đình, có thể nào làm ra chuyện này? Chúng ta mau trở về thôi. Tần Trọng Hải không quản nhiều nữa mà đẩy hắn ra trầm giọng nói. Chúng quân tướng nghe lệnh, che mặt vào. Ba quân giả ra một tiếng, nhất thời nai nịt che đầu. Tần Trọng Hải quát lên một tiếng. "Lên!" Y thúc ngựa lên trước, giơ chân đạp phá cửa lớn huyện nha, ngã quan sai gác đêm nghe tiếng động thì thất kinh, vội vàng vọt ra. Tần Trọng Hải mắng, "Tổ tông nhà ngươi!" Y một cước đạp bắn đối phương ra ngoài. Quân sĩ phía sau cười ha hả thoáng chốc toàn bộ tràn vào cửa lớn. Tần Trọng Hải nhảy vào nha môn, thấy ghế huyện quan ở trên, y kéo lồng bịt mặt xuống, bộ dạng nghiêm nghị, quát. Cầu quan ở đâu? Lý phó quan vội vàng lại đây bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phong tỏa tất cả tuyến đường chính trong thành ngoài thành, giờ đang giải quan gian mô xương cùng già trẻ cả nhà tên sư ra đến, chờ tướng quân phát lạc. Lưu Vân thất kinh đến toàn thân run rẩy, vội khuyên nhủ tướng quân đừng dây vào lát nữa để người khác nhận ra thì phiền phức rất lớn hắn còn muốn can ngăn bên ngoài đã truyền đến tiếng la lớn quan gian đã đến nha môn chờ phán xét tần trọng hải cười ha hả quát mang tên quan gian mô xương lên đây quân sĩ hai bên lớn tim đáp mang quan gian mô xương vào lư vân quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý phó quan áp giải một trung niên nam tử cổ ngấn bụng phệ đi vào chính là Ngô Sương nọ. Lưu Vân vừa thấy Ngô Sương, nhất nhất chuyện cũ cuồn cuộn trong lòng như sóng dậy. Năm đó hắn bị tên huyện quan này hạ lệnh đánh đến chết đi sống lại, cuối cùng còn bị vua oan là Giang Dương Đại Đảo, hết thảy bất hạnh đều do đối phương ban cho. Lưu Vân bi thương cùng giận dữ trong lòng, tuy không muốn làm điều phi pháp nhưng cử nhân trước mắt thật sự khó nhịn. Hắn run rẩy toàn thân, chạy vội tới trò tay hét lớn. Tên quan gian trá chính là ngươi hại ta bi thảm đến thế này chỉ thấy Ngô Sương phát run nằm sấp dưới đất không ngừng cầu xin Tần Trọng Hải sai người cản Lưu Vân lại cười nói cứ giao người này cho ta ca ca người chuyên môn đối phó loại phế vật này huynh đệ hãy ở một bên xem là tốt rồi Lý phó quan bưng ghế tới mời Lưu Vân ngồi một bên quan sát Lưu Vân bi giận rất nhiều nhưng dứt khoát không ra ngoài ngay cả lồng bịt mặt cũng không đổi chờ xem thủ đoạn của Tần Trọng Hải Tần Trọng Hải sai người lôi mô xương qua, chợt thấy còn thiếu gì đó, lại hỏi. Gã sư gia nọ đâu? Lý phó quan quát lớn. Mang cầu quan sư gia vào đây. Chỉ một thoáng, mấy gã binh tốt liền lôi một nam tử xấu xí vào, chính là gã sư gia năm đó. Tần Trọng Hải vỗ mạnh tấm lệnh ra uy xuống bàn, quát. Cầu quan lớn mật, sư gia vô xỉ, hai người các ngươi có nhận tội hay không? hai người không biết vì sao đám cường đạo tới đây nghe lời chỉ thấy vừa kinh vừa sợ sầu thảm hỏi đại gia muốn chúng ta nhận tội gì lư vân ngồi một bên nghe vậy thì vô cùng tức giận hai người này từng hại hắn bi thảm như thế giờ còn không hề có ý hối cải hắn đang giận dữ đã thấy tần trọng hải chỉ vào ngô xương lớn tiếng quát nhận tội gì nhìn ngươi mập như con lợn đó chính là tội đánh cho ta Ngô Sương cả kinh nói. Ta sinh ra đã trong hình hài này. Vậy cũng là tội sao? Tần Trọng Hải mắng. Tướng mạo con người ta trước bốn. Mười tuổi do cha mẹ, sau bốn mươi dựa vào bản thân. Người năm nay bao tuổi? Ngô Sương rung giọng nói. Bốn mươi sáu. Tần Trọng Hải quát lớn. Cái gì? Bốn mươi sáu, đầu heo óc heo như vậy, lão tử nhìn là nổi trận lôi đình, đánh hai mươi roi rồi hãng nói lý phó quan cười nói giả hắn cầm lấy sợi dây mây dùng sức vụt mạnh vào cái mông của lão huyện quan thoáng chốc đánh cho lão này chóc ra bong thịt đau đớn không thể tả xiết lư vân thấy huyện quan bị đánh thành như vậy nhớ tới bản thân từng chịu đòn hiểm của người này nhất thời trong lòng cũng thấy hả hê huyện thái gia bị đánh tới bảy lần ngất tám lần tỉnh khóc dòng nói lão ra đừng đánh nữa ta nhận tội đều là mẹ ta thích nấu ăn, mỗi ngày đều là sơn chân hải vị, ta ăn căng bụng nên thành ra cái dạng này. Tần Trọng Hải cười lạnh nói. Được rồi, nghe ngươi nói cũng đáng thương, tạm thả ngươi qua một bên. Sư gia nỏ quỷ bên thầm nghĩ, may mắn là ta tiên phong đạo cốt, một trời sinh ăn bao nhiêu cũng không mập. Vóc người như con khỉ, hôm nay nhất định tránh được một kiếp. Hắn đang dương dương tự đắc, bỗng nghe Tần Trọng Hải vỗ mạnh tấm một bài xuống bàn, quát. Con mẹ nó, cầu sư ra ngươi vừa cao vừa gầy như thế. Là hạng mặt khỉ dáng chó mà cũng dám hành tàu trên đường, không sợ quấy nhiễu trẻ nít hay sao? Thật, là đáng chết, đánh mạnh cho lão tử. Sư gia thấy quân sĩ tà hữu tay cầm dây mây, sợ đến toàn thân nhũn ra, cầu xin. Đại nhân, béo cũng đánh, người cũng muốn đánh, đây không phải thiêu diệt tội danh sao? Tần trọng hải hư một tiếng, cười lạnh hỏi. Nói như vậy, phải chăng không nên cho ngươi ăn đòn? Sư gia nọ thấy y muốn phân rõ phải trái, nhất thời một bộ cây ngay không sợ chết đứng, đáp. Đương nhiên là tại hạ không đáng bị đánh, gia tộc ta nam không phạm pháp, nữ không tái giá, luôn luôn đỉnh thiên lập địa, sao có thể bị đánh? Tần trọng hài lạnh lùng thốt. Còn dám chối tội, người đâu, đem mồ hôi nước mắt hắn vơ vét của lão bá tánh lấy ra đây cho ta. Mấy người quát một tiếng lớn, dốc ra một đống vàng bạc. Tần Trọng Hải cười lạnh nói. Cân lên xem nặng cỡ bao nhiêu. Lý Phó Quan cân một lúc rồi bầm lại. Tổng cộng 72 cân. Huyện Thái Gia đang nằm dưới đất, nghe tài bảo trong nhà sư gia vô số thì giật mình nhảy dựng lên. Lão đá cho sư gia nọ một cước, quát. Ngươi, cái tên hỗn đản này, không ngờ còn giàu có hơn cả ta. Sư gia lộ vẻ sâu thảm, liên tục né tránh, nhất thời hai người loạn thành một đống tần trọng hải lệnh cho lý phó quan lôi hai người ra tiếp theo chỉ về sư ra mắng cầu tạp trùng trong nhà của ngươi giấu 72 cân tài bảo tên khỉ nhà ngươi nặng bao nhiêu cân sư ra sợ đến hồn phi phách tán run giọng đáp tôi chưa cân thử tần trọng hải trầm giọng nói người đâu treo hắn lên cân móc hàm cho ta mấy người treo sư ra lên cẩn thận cân rồi hồi bẩm tiểu tử này không có bao nhiêu thịt, chỉ được 60 cân. Tần Trọng Hải vỗ tấm lệnh ra uy, mắng. Con mẹ nó, trong nhà nhiều vàng bạc như vậy mà không nỡ ăn xài tầm bổ, không biết con khỉ nhà ngươi nghĩ cái gì, đánh một trận rồi nói sau. Gã sư gia vừa kinh vừa sợ, hoảng sợ nói. Bản tính tôi vốn tiết kiệm, sao phải bị đánh? Hai bên quân sĩ không tha, kẹp đầu kẹp cổ loạn đà một trận. Tần Trọng Hải thấy, toàn thân sảng khoái, thoáng chốc quát một tiếng. Người đâu, mang người nhà cầu quan đi ra. Hai người kia nghe thân nhân bị mang ra, không biết sắp phải chịu thảm họa gì, một tên sợ đến xón cả phân, một kẻ thì tè ra quần. Nhất thời mùi hôi bốc lên tận trời. Chỉ thấy quân sĩ kéo vài người già trẻ ra, đều là vợ con thân thuộc của hai người, Lư Vân sợ tần trọng hải thương tổn người vô tội. Hắn đang muốn khuyên can, bỗng nghe tần trọng hải quát lão già trẻ nít thì thả ra, mấy mụ sồn sồn thì giữ lại. Đám già trẻ như được hoàng ân đại xá, không ngừng chạy khỏi nha môn, chỉ trừ hai nữ nhân ở lại. Tần Trọng Hải thấy phu nhân của hai tham quan này rất là xinh đẹp, lập tức hừ một tiếng, nói. Nhìn không ra, hai người các ngươi một con heo mập một con khỉ khô, không ngờ lấy được mỹ nữ làm vợ. Sư ra giờ chỉ cần tánh mạng, đâu thèm quản chết sống của kẻ từng đầu ấp tay gối hắn nhanh chóng bồi cười. Phải chăng đại vương ngài đang thiếu một áp trại phu nhân? Bà nương nhà tôi không quá xinh đẹp nhưng công phu trên giường rất mạnh. Tôi hóa ra con khỉ khô như vậy, chính sức yếu không chịu nổi. Đại vương tu lấy à, chấp nhận dùng thì xin bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Tần trọng hải nghe vậy giận dữ, quát ngay tại trận. Người trời sinh là con rùa khốn nạn, lầm nạn thì ngay cả lão bà cũng không cần, thực là vô sỉ. Quần đâu, và vào mồm cho ta quân sĩ hai bên sông lên đánh chan chát nhất thời hai gò má của gã sư gia xương tướng lên tần trọng hải thấy ngô sương lui ở một bên sắc mặt khó coi biết muốn dự án hoan cho lưu vân thì phải hạ thủ lúc này y liền đánh mắt sang lý phó quan hiểu ý lập tức nhảy ra giơ đao chỉ vào ngô sương quát quan tham hôm nay đại vương chúng ta thay trời hành đạo người có sự tình gì trái với lương tâm thì mau khai hết ra đại vương chúng ta sẽ xử lại án, nếu ngươi làm ác không nhiều, không chừng sẽ cho ngươi được toàn thây. Ngô Sương nào dám nói thật, chỉ dập. Đầu như giã tỏi, kêu lên. Ta không làm gì trái với lương tâm. Đại vương, oan uổng, oan uổng. Tần trọng hài hư mạnh một tiếng. Lý phó quan vung đao lên chém rụng tóc ngô xương. Ngô xương sợ đến tim vỡ mật nát, kêu lên. Tôi khai, chỉ cần không giết tôi, tôi khai tất. Vừa nói thở liên tục, nằm xuống không ngừng run rẩy. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nói: "Muốn khai sao, còn không mau nói." Ngô Sương lau mồ hôi trên mặt, bồi cười nói: "Vâng vâng, tiểu nhân làm ác không ít, chuyện ác bình sinh lớn nhất chính là bố thí trong miếu, cứu tế người nghèo." Tần Trọng Hải nghe đối phương nói bậy, ngay tại trận giận dữ quát một tiếng: "Đánh mạnh nữa cho ta." lý phó quan dơ sợi dây mây quất loạn một trận ngô sương không thể chịu được đau đớn chu chéo lên khai 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 tôi khai toàn bộ lý phó quan nghe vậy mới dừng tay ngô sương cười thảm vài tiếng thở dài nói chuyện ác bình sinh của tôi chia làm bốn món tám loại không biết đại vương muốn nghe loại nào tần trọng hải lấy làm kỳ lạ người này chuyên đi hãm hại lão bá tánh thiện lương không ngờ còn có rất nhiều chiêu trò lập tức hỏi ở đâu ra bốn món, tám loại là thế nào? Người nhất nhất nói ra, lão tử nghe thấy sảng khoái, không chừng tha cho ngươi khỏi cái chết. Ngô Sương thở dài nói. Tiểu nhân nghĩ toàn biện pháp hại dân, bốn món trước gọi là ăn chơi, nhộn nhẹt, gái gú, bài bạc. Tám loại sau gọi là trộm đoạt lừa gạt, gian dâm cướp của, không biết đại vương muốn nghe loại nào. Tần Trọng Hải chỉ nghĩ rửa sạch án hoan cho Lưu Vân, đâu ngờ còn có trò vui bực này y cười ha hả nói xem ra ngươi không khác gì đám thổ phỉ chúng ta chúng ta nhiều nhất chỉ cướp cướp giết giết nói đến mấy món này e là còn chưa lợi hại bằng ngươi ngô sương nghe khen ngợi nhất thời nhìn mặt người hiểu được sắc cười nói tôi xuất thân tiên sĩ đầu óc lanh lẹ hơn thổ phỉ các ngài đương nhiên có nhiều phương pháp hơn lão còn muốn nói nữa đã bị lý phó quan đá cho một cước quát còn nói nhảm nhiều như vậy mô sương ngã xuống đất thở dốc nói được rồi đại vương muốn nghe thứ nào xin hãy nói đi tần trọng hải gật đầu nói người mới vừa nói tư khoai có ăn chơi uống rượu chơi gái bài bạc không biết hai chuyện ăn uống có thể nào moi tiền hại dân mô sương cười khan vài tiếng nói không dám giấu đại vương ăn chính là hồng môn yến uống chính là đầu đao tử. phàm là hạng phú thương trong thành Mỗi dịp thọ yến của mẫu thân tôi, phải đến ăn hồng môn yến. Mỗi người một ngàn lượng bạc, không ai thoát khỏi. Tần Trọng Hải ô một tiếng, hỏi tiếp. Thì ra là như vậy, thế còn uống, là trò hay gì? Ngô Sương cười nói. Uống thì nói cũng rất dễ dàng. Phạm đến tiệc rượu của tôi, mỗi người được thưởng ba hũ rượu lớn, không uống xong thì không cho phép ra về. Tần Trọng Hải hừ nói. Ai có tử lượng cao như vậy, há có thể uống nổi ba hũ lớn. Ngô Sương hắc hắc cười gian, nói. Uống không xong thì mua về uống dần. Mỗi hũ một ngàn năm trăm lượng, lớn bé già trẻ đều được đối đãi bình đẳng mới thôi. Tần Trọng Hải thấy đối phương tươi cười, không ngờ còn đem chuyện tham nhũng biến thành lời hoa mỹ, lúc này cuồng nộ quát. Còn dám cười nữa, đánh cho ta. Phải quất đủ ba mươi roi, đánh đến hô cha gọi mẹ mới thôi. Mọi người nghe Tần Trọng Hải cũng học khẩu khí của tham quan, bất giác đều cười trộm. chương 3, trận chiến cuối cùng. Lại nói tai nghe quan huyện kêu đau, sư gia cũng hãi hùng khiếp vía chợt nghe. Tần Trọng Hải hỏi. Mới rồi tên quan gian kia nói có tám món làm tiền, trộm đoạt lừa gạt cùng gì gì nữa. Sư gia nọ không dám không đáp, cuống quyết nói. Bốn món sau gọi là gian dâm cướp giật tần trọng hải gật đầu nói ừm chính là gian dâm cướp giật đột nhiên y giận dữ quát còn dám tự khoe đánh mấy người mừng rỡ sôi nổi quyền đấm cướp đá đánh đến toàn thân đổ mồ hôi qua một hồi tần trọng hải thấy sư gia bị đánh đến mắt nổ đom đóm miệng mồm méo xệch y liền hắng giọng một tiếng hỏi tám kiểu làm ăn này có vẻ không thật chữ gian cùng chữ dâm vốn cùng nghĩa dùng trong các trường thế nào bộ dạng sư gia lộ đầy đau đớn, nói. Làng nhằng với vợ kẻ khác là gian, dình coi quấy rối gọi là dâm. Tần Trọng Hải gật đầu nói. Thì ra là thế, lại giận dữ quát. Còn dám tự khoe, đánh tiếp. Chúng quân sĩ hô ứng một tiếng, lại đánh một trận. Sư gia bầm dập mặt mũi, ngượng mở môi hỏi. Đại vương còn muốn hỏi điều gì? Tần Trọng Hải cười lạnh nói. Người có từng trải qua hành vi gian dâm? Sư gia nọ thấy sắc mặt quân sĩ hai bên đầy bất thiện, run giọng nói. Gian dâm lại phân ra vài loại, không biết đại vương muốn hỏi loại nào. Tần Trọng Hải lấy làm kỳ, hỏi. Còn có rất nhiều biến hóa sao? Người nói nghe qua một chút. Sư gia thấp giọng bẩm báo. Đại khái gian dâm chia làm tưởng, tưởng, quấy rối, trộm cấm, mơm ăn, bốn loại. Tần Trọng Hải ô một tiếng, cười hắc hắc nói. Tưởng tượng, quấy rối, trộm cấm, mớm ăn. Tưởng tượng so với quấy rối thì loại nào hay hơn? Sư gia nọ thở dài một tiếng, đáp. Tưởng tượng đương nhiên rộng nhất, chính là mắt thấy người đẹp thì dâm ý giạt rào vô bến bờ. Tần trọng hải ù một tiếng, hỏi. Quấy rối là sao? Sư gia ủ rũ, thấp giọng đáp. Chính là sờ loạn sờ bừa một lần, cũng tính là mang tội. Tần trọng hải nghe thì hứng khởi, lại hỏi. Vậy trộm cấm, mướm ăn là sao? Sư gia nọ ho nhẹ một tiếng, nói. Trộm chính là hạ mê hương mê dược cướp tình, việc ngu ngốc cỡ này tôi không bao giờ thèm làm. Chỉ riêng mướm ăn là ngầm thông tâm tình, chính là cảnh. Giới cao nhất, đôi bên liếc mắt hiểu ý một cái, liền đi ngay tìm khoái lạc, ung dung đỡ việc, bản thân tôi thường xuyên sử dụng. Chợt nghe mụ vợ của mô xương khóc ròng mà rằng. Thì ra ngươi sớm tồn tại dị tâm, ngươi. Ngươi thật không có lương tâm. Vừa nói, thì vừa tiến lên loạn đả gã sư ra một trận. Ngô Sương ở một bên cả kinh nói. Lý cố chết giấm, tiểu tử ngươi ăn của ta của uống ta, lại còn dâm cả lão bà của. Ta, khó trách thằng con ta ăn mãi mà không mập, gầy giống như con khỉ, ra là con rùa đen ngươi làm càn. Lão tử liều mạng với ngươi. Nói rồi lao tới cắn loạn. Sư ra nỏ cả giận mắng lại tham quan vô sỉ nhà ngươi, mỗi lần say khướt đều mò đến nhà ta, ngươi cho rằng làm chuyện tốt sao. Hai người mắng chửi lẫn nhau, kết thành một khối. Lư Vân thầm than thờ một hồi, đám người kia ăn lộc vua mà hành vi vô sỉ như thế, xem ra chuyện bọn họ hãm hại. Hắn thật không đáng là gì, Tần Trọng Hải cười nói. Được rồi, hai người các ngươi không ai thiệt thòi, sau này đổi lão bà cho nhau, hai nhà đều vui vẻ cả hai người kia nghe mạng sống còn hy vọng, lập tức quỳ xuống đất, liên thanh nói. Đại vương tha mạng, chỉ cần bỏ qua cho chúng tiểu nhân một lần, ngày sau chúng ta chắc chắn dựng bài vị trường sinh cho ngài, mỗi ngày thắp nhang cầu khẩn. Tần trọng hài hắng giọng một tiếng, nói. Dễ dàng bỏ qua cái mạng chó của các ngươi sao? Mang tiền tài đến đổi lại đi. Hai người cùng kêu lên. Nguyện dùng một trăm lượng hoàng kim, xin cho chúng tôi về cố hương. Tần Trọng Hải cười lạnh nói: "Nào ngon ăn như vậy, hai tham quan chuyên làm chuyện xấu, thịt thà trên người đều là đồ bẩn thỉu. Như vậy đi, mỗi cân thịt dùng một lượng hoàng kim đổi lại." Ngô Sương nghe vậy kinh hãi, kêu thảm thiết rằng: "Hỏi với những người béo như tôi thì công bình ở đâu?" Tần Trọng Hải thầm buồn cười nhưng cố tỏ ra nghiêm trang, nói: "Ta mặc kệ ngươi, lão tử chỉ nghĩ ra cách này." Lập tức sai người đi cân lão huyện quan thật sự mập mạp, chừng trên dưới 100 cân, tịch thu cả gia sản vẫn còn thiếu 20 cân. Tần Trọng Hải lắc đầu thở dài, nói. Người này béo quá khổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Phó Quan cười nói. Có gì phiền toái, cứ chặt quách hai cái đùi mập đi, vậy là bớt được 20 cân bạc liền. Ngô Sương vừa sợ vừa vội, bi thảm nói. Đại vương tha mạng, lão bà của tôi tặng luôn cho ngài, có thể tính thêm vài cân trăng. Mụ vợ ngô sương nghe vậy kinh hãi khóc ròng Đồ tiểu nhân vô sỉ, còn mở miệng bán cả ta sao? Ngô sương liếc thị một cái, mắng. Tiểu dâm phụ vô sỉ biết bao, ngày thường chuyên môn trộm tình, giờ còn dám mở miệng nữa. Ngô sương lão bà vừa khóc vừa gãi, phu phụ hai người loạn thành một đống. Tần trọng hải vỗ mạnh mộc bài, quát. Không được cái, lão bà ngươi sớm bỏ đi cùng gian tình, không tính là của ngươi nữa. Ngô Sương kinh hãi, khóc dòng nói. Đại vương tha mạng, đừng cưa chân của tôi. Lý phó quan ở một bên thấy Tần Trọng Hải nháy mắt, biết hắn muốn bức Ngô Sương lấy ra công văn hình bộ, lúc này sờ cái đầu mập của lão quan huyện, cười lạnh nói. Tham quan, người còn bảo bối cầu quái gì nữa, mau lấy ra để chúng ta đại vương xem một lần. Ngô Sương vỗ vỗ ngực, thở ra mũi hơi dài, vội nói có 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 nhà của ta còn bàn tính ngọc hoàng đại đế đã dùng qua thêm kim chỉ nam mà hoàng đế lưu lại khi đại chiến với si vu đều giá trị liên thành ngài xem một lần đều ở đàng kia vừa nói liền chỉ cai bàn tính cùng thỏi nam châm dưới đất mọi người nghe lời thần kỳ vội quay đầu ai ngờ thấy hai đồ vật cũ kỹ thật sự nhìn không ra đáng giá chỗ nào tần trọng hải cả giận nói Người cho lão tử là thằng ngu sao đánh đánh mạnh nữa vào đám người vâng giả rồi luân phiên đấm đá ngô sương bị đau đành nói như vậy đi tôi còn hai bản danh sách tù phạm rất dày nhất định đại vương sẽ mò ra chỗ tốt từ đó tần trọng hải cần chính là bảo bối cỡ này thoáng chốc mừng rỡ quát được lấy ra toàn bộ cho ta ngô sương chỉ dẫn cho người mang tới chỉ thấy hai gã quân sĩ nâng đến hai quyển sách dày oành một tiếng vất ở trên bàn Tần Trọng Hải cả kinh hỏi. Sao dày thế này? Ngô Sương đáp. Tiểu nhân không dám giấu giếm, đây chính là danh sách toàn bộ tạc nhân khắp tỉnh. Tiểu nhân ngày thường sớm ghi lại ác sự của rất nhiều lão bá tánh, chỉ chờ ngày sau bắt được sẽ tố giác. Tần Trọng Hải gật đầu nói. Nhìn ngươi phì đầu phì não, không ngờ lợi hại như vậy. Đáng ra cầm y về cùng đông sưởng nên mời ngươi đến bàn điều tâm đắc mới phải, cho bọn chúng được khai mở học hỏi một phen. Ngô Sương nhìn mặt hiểu được sắc, cười nói. Lần trước Giang sung Giang Đại Nhân đến đây tuần tra, tôi nhân tiện bẩm báo qua, Giang Đại Nhân còn khen. Lão còn thao thao muốn nói, chợt thấy sắc mặt quân sĩ bất thiện, lập tức ngậm miệng. Tần Trọng Hải mở sách tìm tên Lưu Vân, ai ngờ sách nặng đến cỡ hỏa tham nhất đao công lực thâm hậu mà giờ phút này cũng cố hết sức. Tần Trọng Hải quát lớn. Cuốn sách khỉ gió, rốt cuộc tìm đọc ra. Sao? mô sương vội nói muốn đọc sách này phải có phương pháp xin đại vương tra cứu mục lục đằng trước có chia làm tính danh hành vi phạm tội nam nữ bậc tuổi bốn phép tra duyệt đây là công lao rất lớn của tôi tần trọng hải hư một tiếng vội vàng tìm lật một chút thấy tên lư vân lư vân cũng gấp gáp đến xem hai người vừa nhìn thoáng chốc tức giận trong lòng tần trọng hải cả giận nói lư vân này rốt cuộc là ai sao hành vi phạm tội dài đến hơn 10 trang. Ngô Sương sừng sốt, bước mau lên phía trước, đọc rằng. Lư Vân người huyện Duy Sơn đông sát hại ngục tốt, cùng quần đạo Thái Hồ vượt ngục, từng mưu hại người qua đường Lý Tam, tiểu thương Vương Tứ, cướp giật Trần Ngũ, cưỡng gian rồi giết chết Trần Bà, hứa muội Vương Tỷ. Nhất thời không nghĩ ra ai, lão trầm tư chỉ chốc lát, lập tức cười nói. Đại vương minh giám, tiểu nhân đúng là có tài tiên tri đám nam nam nữ nữ nọ chết cùng nguyên nhân với lão mục tốt không một ai ngã bệnh chết đương nhiên họ lư là kẻ khả nghi số một cũng bởi vậy tiểu nhân mới hiểm nghi tuyệt không phải vô hãm tần trọng hải nghe lời bậy bạ liền quát thúi lắm cấp trên người viết rõ ràng nói lý tam chết đã tám mươi mấy năm có thể nào cũng là họ lư làm mô sương cười nói cái này đương nhiên ta đã thấy mặt họ lư người này chừng hơn trăm tuổi, là một lão nhân thần bí. Tần Trọng Hải thấy Lưu Vân tức giận sôi. Chào, lập tức quát. Đánh, đánh cho chết tươi. Ngô Sương cũng là hạng người tỉnh táo, lúc này nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Họ Lưu chính là hào hữu của Đại Vương, đúng hay không? Tần Trọng Hải không muốn nói rõ cũng không muốn phủ nhận, cười hắc hắc nói. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Ngô Sương dùng sức vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Chỉ cần là bằng hữu đại vương, hết thảy đều xử lý ổn thỏa. Chỉ thấy lão tiến lên, giờ bút lông trên án vạch một cái, Lư Vân kia thoáng chốc biến thành Lư Nhất Vân. Ngô Sương chỉ vào ba chữ, Lư Nhất Vân cười nói. Được rồi, tất cả tội ác đều biến thành do Lư Nhất Vân làm. Lư Nhất Vân người Sơn Đông Duy Huyện, tiểu tử này chính xác cùng hung đồ cực ác mắt thấy Lưu Vân trợn mắt há hốc mồm, Tần Trọng Hải cũng cảm giác hoang đường, ha hà cười nói. Giỏi cho tên gian quan, còn dối trá như. Vậy, Ngô Sương cười hì hì, đắc y nói. Đại vương minh giám, chứng kiến cho tiểu nhân thay mới hết công văn hải bộ, không xử từ tên đầu trộm đuôi cướp, Lư Nhất Vân ngay tại chỗ thì tuyệt không thôi. Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo quay đầu quát. Người đâu, đưa giấy lên. Lý phó quan ở một bên nghe vậy, liền đưa một bản cung đặt trên án đường. Ngô Sương cả kinh, không biết tần trọng. Hải sẽ đối phó mình thế nào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tần trọng Hải cất cao giọng nói. Người đồng ý xác nhận vào đây. Hai người Ngô Sương ta cùng Lý cố viết huyết thư này, thể cống hiến vì dân, trinh trung đền nợ nước. Ngô Sương cùng Lý cố lộ vẻ kinh hỉ, thoáng chốc vỗ ngực liên tiếp, hai mặt nhìn nhau cười nói đại vương lợi hại biết bao, đã biết chí hướng trong lòng chúng ta. Tần Trọng Hải không để ý, lại đọc tiếp. Thề rằng Ngô Sương Lý cố cùng kết tâm lan, không giết được hai đại cường đạo gian thần giang sung cùng ác hoạn lưu kính thề không làm người, đặc biệt lập giấy làm có đất trời chứng giám. Chính tại ngày này tháng này năm này, đồng ý như thế. Hai người nghe đến đây mới biết Tần Trọng Hải có ý hãm hại. Nếu tờ giấy này truyền ra ngoài, hai đại gian thần giang sung, Lưu Kính không hề dễ chọc, liên thủ đối phó một chi huyện nho nhỏ thì hai người còn đường sống sao? Ngô Sương cùng Lý Cố nhìn nhau thì sợ đến hồn vía lên mây, toàn thân phát run. Tần Trọng Hải đưa tay vỗ giấy, quát: "Mau mau đồng ý ký tên điểm chỉ, nếu không cứ đánh cho chết tươi. Hai con đường cho các ngươi chọn đó." Ngô Sương tính toán lợi hại, sống thêm được lúc nào hay lúc đó, cười khổ nói: "Ta viết ta ký." trung quy đừng bị đánh chết ngay là được. Lý cố càng thông minh hơn, nhanh chóng bồi cười nói. Chu diệt gian thần, quả thật là trí nguyện trong lòng tại hạ, đa tạ đại vương. Giúp ta viết ra. Tần Trọng Hải thấy hai người ký vào, biết đã có biện pháp chế trụ bọn họ, tiện tay mở danh sách tù đồ, thầm nghĩ, sách này hại dân như thế, lại trọng đại phi thường, tuyệt không thể tùy tiện phá hủy, ta nên tính sao cho phải y thấy trong danh sách có không ít hào hán như Triệu Thành, Vương Hổ, Trương Long, lập tức học theo bộ dáng gian quan, giờ bút vạch một cái là được Triệu Nhất Thành, Vương Nhất Hổ, Trương Nhất Long. Y lật vài tờ, thấy còn nhiều tên ba chữ như Hạ Chiêu Bảo, Lý Tiến Quan, Mô Sử Tiền, lập tức đều gạch sửa thành nhất bối Chiêu Bảo, Mộc Nhất. Tiến Quan, Nhất Thiên Sử Tiền. Về sau, trên giang hồ nếu có người mang họ quái lạ, hơn phân nửa đều là tần trọng hài gây nên việc này hãy để đời sau khảo chứng. Tần Trọng Hải nói, hai người các ngươi nghe kỹ, hạn trong 10 ngày phải đưa bản sách mới đến bộ hình. Nếu có gì sai lầm, lão tử liền đem tờ ước thề sinh từ các ngươi mưu hại giang đại nhân, lưu tổng quản đưa lên, có nghe hay không? Hai người liên tục xin tha, Tần Trọng Hải không để ý, lại thu hết tiền tài tham ô, lúc ra thị trấn thì đánh rơi vô số tài. Bảo ven đường, có ý cứu tế người nghèo khó cuối cùng cột trần chuồng hai tham quan vào trên thành, trên người một người viết có, gà trống, trên người một người viết, gà mái. Hai người lõa thân bù trừ thành một đôi. Tần Trọng Hải ở dưới thành, cao giọng nói. Hai người các ngươi ngày sau còn dám hại quốc ương dân, lão tử tùy thời đến dậy bảo các ngươi. Có nghe hay không? Hai người kia bị cột vào đầu tường cao, đã sợ đến thần trí bất minh, nghe Tần Trọng Hải gầm lên, cả kinh nói. Đại vương tha mạng, tiểu nhân không dám, chết cũng không dám nữa. Tần Trọng Hải cười ha hà, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trải qua một phen nhiễu sự, về sau hai tham quan luôn luôn sợ hãi, cho rằng Tần Trọng Hải tùy thời quang lâm trở lại, hơn nữa còn sợ lão bá tánh công bố rèm pha chuyện gà chống gà mái. Hai người sợ hãi rất nhiều, về sau không hề dám làm ác, coi như niềm vui ngoài ý cho dân lành. Trở ra thị trấn, trời đã sáng rõ, Lưu Vân ngước nhìn trời xanh mây trắng, hồi tưởng chuyện hôm qua đúng là hoang. Đường buồn cười, nhớ tới cuối cùng bản thân đã giải thoát gông xiềng, là việc vui nhất bao lâu nay. Lưu Vân đang muốn nói lời đa tả, Tần Trọng Hải không để hắn nhiều lời, đưa tay vỗ vai cười nói. Lưu huynh đệ, chúng ta đã xong chuyện, giờ hãy theo ta hồi kinh. Lưu Vân lắc đầu nói. Không được, ta không về kinh, xin Tần tướng quân trở về cho. Tần Trọng Hải cả kinh nói. Ngươi, khó khăn giải thoát, đang muốn lập nên sự nghiệp, có thể nào tự tiện buông bỏ. Lưu Vân mỉm cười nói. Nhờ tần tướng quân trượng nghĩa đêm qua, sảng khoái thay ta rửa sạch oan tình, coi như đánh tan mọi chuyện tức giận khi xưa. Có điều về công danh lợi lộc thế gian, lòng ta thấy đã phai nhạt, giờ hồi hương là tốt nhất. Tần Trọng Hải vội la lên. Ngươi, ngươi thật muốn đi, Lưu Vân gật đầu nói. Lưu Vân Khoa cử không chúng cũng là thiên mệnh, còn biết nói gì nữa đây. Ta nên trở về quê hương dạy vài con chữ. Hôm nay có thể nghĩ thông suốt điểm này, cũng không tính là muộn. Vừa nói vừa chắp tay. Ngày khác nếu tướng quân đến huyện Duy Tầm U phóng cổ, tại hạ xin hầu mấy chén rượu nhạt. Tần trọng hài mắt nhìn Lưu Vân, biết tâm ý của hắn đã quyết. Y than nhẹ một tiếng rồi cúi đầu. Nghĩ đến lần này chia lìa, kiếp này hai người không còn gặp mặt y lắc đầu, không khỏi lộ vẻ uể hoài. Lư Vân thấy bộ dạng của Tần Trọng Hải như thế, ngược lại tiến lên an ủi, khuyên rằng. Trọng Hải, mỗi người đều có số mệnh riêng, chúng ta cần gì cưỡng cầu. Ta có thể bình an hồi hương, đó cũng là việc tốt. Hắn biết Tần Trọng Hải tới nay đều xưng bằng tướng quân, lúc này không còn chức quan ràng buộc mới có thể gọi thẳng tên, cảm giác thân mật thêm nhiều. Lưu Vân không nói thêm, chắp tay với đám người lý phó quan rồi rời đi tần trọng hải nhìn theo bóng dáng của hắn bỗng lớn tiếng gọi lư huynh đệ trước khi chia tay ca ca có chuyện cầu ngươi không biết có dám nhận lời hay không lư vân xoay người lại cười nói được tướng quân đối đãi như thế lư vân sao dám không hồi báo có gì sai khiến xem bảo cho biết tần trọng hải lộ vẻ cao hứng gật đầu nói huynh đệ thật sảng khoái bất luận chuyện gì cũng dám nhận lời. Lưu Vân cả kinh, nhớ tới tần trọng hài hành sự khác người, không khỏi kiêm kỵ thầm nghĩ, tần tướng quân gia chiêu luôn giấu bài, không biết sẽ ra để mục kỳ quái gì cho ta. Có điều nghĩ đến nghĩa khí giữa hai người, sao còn có thể thoái thác. Hắn cắn răng một cái, vỗ ngực nói. Tướng quân cứ nói, chỉ cần Lư làm được, chắc chắn tận lực hoàn thành. Tần trọng hài lộ vẻ vui mừng, lập tức chạy tới cầm hai tay Lư Vân, chậm rãi nói lư huynh đệ ta muốn nhờ ngươi thi hội thêm một lần lư vân ồ một tiếng tuyệt đối không ngờ được tần trọng hải lại yêu cầu thế này hắn run giọng nói ngài muốn ta thi thêm một lần nữa tần trọng hải gật đầu nói đúng thế vì tần mỗ mong ngươi đừng buông bỏ lư vân cứng hỏng ngơ ngác nhìn tần trọng hải thoáng chốc hiểu tâm ý của đối phương Tần Trọng Hải không muốn hắn mai một một thân đèn sách nên mới. Ra đề mục này, hy vọng vạn nhất hắn có nhục trí, vẫn có thể lại thử một lần. Lưu Vân lấy làm cảm động, run giọng nói. Tần Tướng Quân, Huynh, vì sao? Tần Trọng Hải vỗ mạnh vào vai Lưu Vân, nói. Lư Huynh Đệ, vì chính ngươi, cũng vì lão Tần ta, đừng quên lời hứa hôm nay. Y xoay người sang chỗ khác, nói chúc huynh đệ khảo vận thông suốt, ta ở kinh thành chờ tin vui. Lư Vân nhớ tới tần trọng hải ngàn dặm xa xôi rửa oan cho mình, giờ phút này còn toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn đi ra phía trước, một tay ôm lấy tần trọng hải, rơi lệ nói. Tướng quân đối đãi Lư Vân như thế, ân cao khác nào tái tạo, sinh thời ta tuyệt không quên. Tần trọng hải cười nói. Đừng ôm ta nữa, kẻo hai ta lại thành một đôi gà trống gà mái đó miệng nói dẫn nhưng mi mắt y cũng đỏ lên. chương 4, Nam Tử Gan to bằng trời. Tần Trọng Hải trở về Kinh Thành, liền nhắc tới chuyện Lưu Vân quyết định hồi hương với mọi người. Ngũ Định Viễn nghe xong tất nhiên giàu dĩ không vui. Hai huynh đệ từng trải qua nhiều gian khổ hoạn nạn, giờ Lưu Vân từ biệt mà không một lời, thật khiến cho người thương tâm. Tần Trọng Hải lại bẩm báo với Liễu Ngang Thiên, rằng lão không cần rửa oan cho Lưu Vân, án này tự nhiên sẽ có kết cục thỏa đáng đám người liễu ngang thiên đương nhiên không biết chuyện tần trọng hải giả trang thành thổ phỉ, nhất thời lấy làm kinh ngạc, không biết y đút lót hay áp bức mà trong vài ngày liền giải quyết việc này. Tần trọng hải nghe mọi người hỏi, lại chỉ cười cười không đáp. Mấy ngày sau, tần trọng hải sai người đến bộ hình tìm hiểu tin tức, quả nhiên quan huyện Ngô xương kia đã đưa lên danh sách tù phạm được thay đổi. Như vậy vụ án của Lưu Vân đã đổi chủ, cuối. Cùng trả lại cho thư sinh thê thảm nọ một thân trong sạch. Qua thêm mấy ngày, hoàng đế hạ lệnh điều Tần Trọng Hải vào đại nội làm nhiệm vụ. Tần Trọng Hải là kẻ thô lỗ, cử chỉ lời nói có nhiều chỗ phạm húy. Y thấy mọi người có vẻ lo lắng, liền cười nói: "Các người đừng sợ như vậy, lão tử đi thăng quan chứ không phải bị bắt nhảy xuống biển tìm chết, có gì mà lo lắng?" Liễu Ngang Thiên làm quan nhiều năm, biết rằng trong cung hiểm ác, nghe lời lẽ của Tần Trọng Hải có ý khinh thị, lập tức mắng: người còn dám coi thường chức trách thị vệ. Trong cung không đến mức máu thịt tung bay như trên xa trường nhưng là chỗ sóng ngầm, tuyệt không đơn giản như nơi tiền tuyến. Người phải cẩn thận nhiều hơn cho ta. Tần Trọng Hải cười hi hi, ngoài miệng vâng giả nhưng vẫn không thèm để tâm. Hôm đó đến ngày tiến cung, trong cung phái ra một tiểu thái giám tới phủ đón chào, xin Tần Trọng Hải vào hoàng thành báo danh. Tiểu thái giám này gọi là Tiểu Lục, tầm 12-13 tuổi, là thủ hạ của Tiết Nô Nhi trước khi rời cung, đứa nhỏ này từng nghe tân thống lĩnh hồ lâm quân tính tình nóng nảy. trước nay nhìn thượng cấp của mình không thuận mắt, dọc đường nó liền dụng tâm hầu hạ, không dám có chỗ lơi là. hai người vào hoàng thành, tần trọng hải thấy nơi nơi trong cung đều là kiến trúc hùng vĩ hoa lệ, liền ngắm nghiêng tới vài lần. từng là du kích tướng quân ngũ phẩm triều đình nhưng ngày thường y sông pha nơi tiền tuyến, rất ít ở trong kinh. đây là lần thứ hai tiến vào hoàng thành, nếu không phải hai năm trước hoàng đế mở đại thọ 50, hạ lệnh đủ loại quan lại lớn nhỏ được vào, sợ rằng còn không có cơ hội vào cung. Tiểu thái dám thấy y không quen địa hình, vội trên đường giải thích. Nó chỉ vào bốn phương hoàng thành, nói. Khởi bẩm tướng quân, thành Bắc Kinh chúng ta chia làm bốn dãy tường thành. Ngoại thành, nội thành, hoàng thành, cung thành. Có thể nói trong thành có thành, trong tường có tường. Cung thành dài, rộng 150 dặm, Bắc là thần vũ môn, đông là đông hoa môn, tây là tây hoa môn. Nam là ngọ môn, đây cũng là cửa chính vào cấm thành chúng ta. Tần Trọng Hải ưm một tiếng trong bộ dáng ngáp ngủ, nheo mắt nói. Rất đẹp. Tiểu thái giám không lưu ý thần sắc của y, dẫn xuyên qua ngọ môn lại nói. Chúng ta hiện đang đi tới ngọ môn, trước mặt là quảng trường có sông kim thủy hình dây cung chảy ngang qua. Chính giữa có năm chiếc cầu bằng đá trắng lớn, sau đó là phụng thiên môn phụng thiên điện đại điện tục xưng là kim loan điện chính là chỗ hoàng thượng ngự triều tần trọng hải nghe đến phát chán chịu không nổi liền nhổ một ngụm nước miếng tiểu thái giám nọ lại nói đến hướng khởi đâu thèm để tâm đến bộ dạng buồn ngủ kỳ quái của đối phương lại chỉ một hướng bên khác cười nói bên trái phụng thiên môn cũng có một cửa gọi là tả thuận môn phía bên phải cũng có gọi là tần trọng hải ngáp một cái lớn tiếng nói. Hiểu thuận môn, tiểu thái giám thất kinh, run giọng hỏi. Ngài, làm sao ngài biết? Tần trọng hải gãi đầu, tùy tiện nói. Nếu phụng thiên môn có cửa sau, liền gọi là thí thuận môn, đúng không? Tiểu thái giám run giọng phân bua. Phụng thiên môn không có cửa hậu. Tần trọng hải nấc một cái, thầm nghĩ, xem ra tiểu quỷ này thực sợ ta, không cần mở miệng ăn hiếp nó tránh đến khi vào cung lại bị tiết nô nhi trách móc như vậy thực không hay ho chút nào y nghĩ vậy liền không nhiều lời nữa tiểu thái dám thấy vẻ mặt đối phương bất thiện cũng không dám nói nữa một đường dẫn tần trọng hải đến văn hoa điện khom người nói lát nữa tiết phó tổng quản sẽ tới xin tần tướng quân chờ trong chốc lát vừa nói vừa cúi đầu liên tục sau đó mới dám cáo lui rời đi điện văn hòa chính là nơi thái tử đọc sách xuân thu hai mùa hàng năm, hoàng đế sẽ cử hành hội kinh đình nơi ở này, cùng các giảng quan nghiên cứu thảo luận tứ thư. Tần Trọng hài xuất thân thảo mãng, biết không nhiều mặt chữ chứ đừng nói là điểm cố điển tích cái gì. Y nhìn đại điện trống rỗng thì trong lòng sầu muộn, thầm nghĩ. Nghĩ tới tần mộ anh hùng cỡ nào, ai ngờ suy bại đến mức phải vào cái hoàng cung tổ chim này, làm bạn cùng thái giám không chim, chính xác là hồ lạc bình dương, ai. Lão tử chửi con bà nó là con gấu, y trời sinh thô lỗ, ngay cả lúc thở than. Cũng muốn chửi thề, lòng đầy nhàm chán, tự tìm một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên thở vắn than dài. Đang lúc này, chợt nghe một người nói. Hóa ra người chính là Tần Trọng Hải. Thành âm này the thế lạnh lùng, pha lẫn chút ý tứ cao ngạo. Tần Trọng Hải đứng dậy quay đầu. Chỉ thấy một gã thai giám to béo đi đến, thân thể người này hùng vĩ dị thường, còn cao. Hơn y một cái đầu hình thể tần trọng hải vốn đã khôi ngô không ngờ trên thế gian còn có người cao lớn như vậy lúc này không khỏi kinh ngạc thái giám nọ từ trên nhìn xuống cười lạnh nói thế nào bao cát tiến cung sợ rồi chăng tần trọng hải cười hắc hắc chưa đắp thì thái giám nọ đã bày ra bộ mặt lạnh lùng giờ phất trần chỉ trỏ về phía y nói người tiến cung lần đầu không biết sự tình không rõ đạo lý liền tu dưỡng khiêm cung từ tốn hỏi nhiều học nhiều trước ba điện sau ba đình đông tây sáu cung đại minh thừa thiên đoan ngọc thừa thiên năm cửa mỗi địa phương đều có quy củ riêng bắt đầu từ hôm nay ngươi nên dụng tâm học hỏi nhìn nhớ kỹ đã hiểu chưa hắn thấy sắc mặt tần trọng hải lộ vẻ sâu thảm lạnh lùng nói mới rồi ngươi đi một vòng hẳn là nhớ không ít địa phương nói thử mấy chỗ ta nghe một chút tính tình tần trọng hải hung mãnh Sao nhẫn lại được bị người coi thường cỡ này?" Liền nghĩ, xem tên rùa đen này, tám phần tới tìm không may, xem ông chọc ngươi tức chết thế nào." Y ngáp một cái, nói, "Cũng nhớ được mấy chỗ, những nơi hoàng đế, hoàng thái hậu, hoàng gia gia vãi ra, toàn bộ đã nhìn qua. Còn thiếu mấy chỗ hoàng thái tử, hoàng thái muội, hoàng thái quy đi tiểu thì chưa thấy, lát nữa ta đi xem một chút." Thái giám nọ xanh mặt, cả giận nói, dám nói chuyện vô lễ như vậy, kiểm điểm lại cho ta. Tần Trọng Hải Hoàng sợ hỏi. Công công nói gì vậy? Nghe ngài nói như vậy, dường như Hoàng thượng không cần đi vãi ra. Nên biết Hoàng thượng chúng ta văn võ nhân đức, thánh minh biết bao, ngươi lại nói ngài thành quái. Vật không biết xón không biết tiểu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chính là đại tội phỉ báng đương kim. Thái giám nọ giận dữ, múa may phất trần trên tay, lớn tiếng quát ngươi vừa thả rắm cái gì? Không sợ ta đánh chết ngươi sao? Vừa nói dẫm trận tại chỗ, người này vô cùng khôi ngô, lúc bước đi lại trông như một ngọn núi nhỏ di động. Tần Trọng Hải có ý trêu cợt, giả bộ sợ hãi kêu lên thảm thiết. Vị công công này người cao ngựa lớn, xem ngài anh hùng khí lực mạnh mẽ, xin đừng đánh ta. Thái giám nọ thấy y sợ, liền cười lạnh ngay tại trận. Xem người cũng không quá ngốc, còn biết nịnh nọt ta nếu để cho ta đánh, bao cắt ngươi ăn một quyền sẽ chết thảm đương đường. Tần Trọng Hải nịnh nọt bồi cười. Đúng vậy, công công cao lớn như vậy, hẳn là đánh khắp thế gian không địch thủ. Thái giám nó càng đắc ý, cười nói. Không sai, ta to lớn như vậy, còn chưa từng thấy ai sánh bằng. Ngày sau ngươi muốn lăn lộn trong cung, nên nịnh hót ta nhiều hơn. Tần Trọng Hải cười hi hi, nói. Công công hùng vĩ như vậy, hẳn là lúc tịnh thân phải tốn không ít công phu à tổng cộng cắt mấy đao mặt thấy thái giám nọ xanh cả mặt toàn thân run rẩy y tiếp tục cười hỏi ta nói sai rồi sao chẳng lẽ ngươi là đầu thương bọc xác ngựa chỉ dài mà không to chỉ nhẹ nhàng đưa một đao lão ca ngươi liền xong nợ thái giám nó tức giận đến sắc mặt tím tái thét chói tai một tiếng rồi lao đến tần trọng hải tần trọng hải nhẹ nhàng né qua thái giám nọ nhất thời lao vào khoảng không, tần trọng hải dù bận vẫn ung dung, mắt thấy bàn trà ở một bên có bảy trái cây, liền chụp mấy quả bắt đầu nhấm nháp. Trái cây này dùng để tạo mùi thơm trong điện, lại bị tần trọng hải lấy ăn, cảnh này lọt vào trong mắt thái giám nọ, hỏi sao không giận. Hắn cả giận quát: thật to gan, đây không phải đồ cho người ăn. Hắn hú lên quái dị, lại vọt tới. Tần trọng hải ăn chỉ còn hột trái, cười nói không phải cho ta vậy là để cho ngươi ăn vừa nói vừa tiện tay nhét cái hột vào trong miệng thái giám nọ tiếp theo tát một cái đồng thời đưa chân đá ra thái giám nọ đã bay ra ngoài thái giám sắp té ngã bỗng thấy một cánh tay duỗi ra thủ pháp người này nhẹ nhàng không hề bá khí dựa vào lực bàn tay liền đỡ lấy thân hình khổng lồ kia tần trọng hải thấy người tới võ công cao cường cấp bách nhìn qua người nọ tuổi tác đã cao thần sắc lại hòa ái dễ gần. Chính là Tổng quản Đông Sưởng đứng đầu 12 ban thái giám kinh thành, Lưu Kính. Tần Trọng Hải đã chứng kiến người này hành sự tại Hoa Sơn, nhãn giới thủ đoạn đều bất phàm, lúc này tới nhất định có thâm ý. Y hắng giọng một tiếng, chắp tay nói. Mà tướng Tần Trọng Hải, tham kiến Lưu Công Công. Lưu Kính nhìn đánh giá Y vài lần, mỉm cười nói. Quả là hổ oai nam tử, thậy là uy phong, thật là lợi hại. Tần Trọng Hải nghe trong lời lẽ có ý trào phúng, lập tức hắc hắc cười khan, hỏi: "Lưu công công tới nơi này là có gì sai bảo?" Lưu Kính mỉm cười nói: "Ta không có chuyện gì, đặc biệt tới xem ngươi một chút." Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói: "Xem ta, ta có cái gì hay mà xem?" Lưu Kính mỉm cười, nói: "Năm xưa thiên hạ chia ba, Tào Lưu Tôn, Ngụy Thục Mô, không ai nhường ai." Tần tướng quân thông thạo sử sách, hẳn là biết rõ chuyện cũ. Tần trọng hài hắc hắc cười khan, cúi đầu không nói. Triều đình bây giờ cũng chia thành thế chân vạc. Phe phái họ giang lớn nhất, tiếp theo là hai phái lưu liễu. Lưu kính nhắc đến Tam Quốc, dụng ý tất nhiên là mượn chuyện xưa nói chuyện nay. Chỉ nghe lão thở dài nói. Năm đó tình thế thiên hạ nguy cấp, tôn. Lưu hai nhà hợp sức đánh cho bác ngụy đại bại. Giả sử nếu giặc tàu mượn được sức đông mô, đáng thương cho huyền đức được nhân tâm cả thiên hạ cũng phải mất mạng, nuốt hận mà chết. Người nói đúng không? Tần Trọng Hải cười ha hà, nói. Tổng quản đại nhân cũng mang họ Lưu, không phải là hậu nhân của Lưu Hoàng Thúc đó chứ? Lưu Kính mỉm cười nói. Tần tướng quân đang diễu cợt trăng. Năm đó giặc tào thế lớn, ngô thục hai nước môi hở răng lạnh, nên lục lực cùng tiến mới phải. Ai ngờ do loài tiểu nhân quấy phá, trong hai nước lại có hãng vô tri ngu xuẩn, chỉ vì tình thân sinh cường, tự tiện tổn thương hòa khí lẫn nhau, lúc này mới khiến cục diện tam quốc tan thành mây khói, ai? Thật sự là vạn phần đáng tiếc. Tần Trọng Hải biết lão châm chọc mình hành sự thô bảo, liền cười hắc hắc không đáp. Lưu Kính thở dài một hồi, tiếp theo quay đầu dò xét trái phải, nói. Pháp nhãn của tần tướng quân lợi hại, không biết có nhìn thấy hạng vô tri đó chăng? Tần Trọng Hải thầm nghĩ, có, chính là lão già ngươi ngoài miệng y lại nói. Công công giáo huấn rất phải, hai phái chúng ta dĩ hòa vi quý, ngày sau nếu trọng hải gặp hạng vô tri như thế, chắc. Chắn khiển trách hắn, tuyệt không để yên, lưu kính cười ha hà, nói. Hy vọng tướng quân nhớ kỹ lời hôm nay. Hai người đang nói chuyện, lại nghe một âm thanh đầy bén nhọn truyền đến. Là ai to gan như vậy? Không ngờ dám đánh cả đại bảo. Thanh âm này khó nghe tranh chua, là của Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải lấy làm kỳ lạ thầm hỏi, "Đại bảo, rõ ràng, đại bảo, không phải ai khác, chính là Thái giám khổng lồ mới rồi." Quả thấy trên mặt đại bảo còn in dấu năm ngón tay của Tần Trọng Hải, đứng dậy lớn tiếng nói, "Đều là tên, tên kia." Đang định nói, đã thấy Lưu Kính chừng mắt nhìn lại, đại bảo hoảng sợ liền tự câm mồm. Tiết Nô Nhi cả nhắc đi lại đây là trước bị la ma thập đả thương nơi chân, giờ còn chưa lành. Lão trợn mắt nhìn tần trọng hải, cất giọng the thế nói. Đại bảo, là ai đả thương ngươi? Mau nói cho nghĩa phụ. Thái giám không có con, thỉnh thoảng tu tiểu thái giám làm nghĩa tử, thậm chí lấy cung nữ làm vợ, xem như có còn hơn. Không, đại bảo này chính là con nuôi của Tiết Nô Nhi. Đại bảo trừng mắt nhìn tần trọng hải, tức giận nói con trượt chân dẫm phải một đám phân cho túi hoắc, ngã đến váng đầu não trướng, đúng là đau đớn tột độ. Miệng hắn nói, ánh mắt không quên dò xét tần trọng hải. Tần trọng hải gãi đầu, thầm nghĩ, đại. Bảo này dám mắng ta là phân chó sao? Chợt nghe tiết nô nhi hừ một tiếng, đánh một quyền vào đầu đại bảo. Cái thứ vô dụng, bước đi cũng không nhìn dưới đất. Văn hòa điện này do ngươi quét dọn, không dọn sạch phân chó, làm sao còn nghi ngờ người bên ngoài lát nữa đi thăm dò cho ta tìm ra là vị phi tần nào cho đám cầu nhi vãi loạn ra chúng ta cần phải trách mắng nặng nề đại bảo dù cao to nhưng bị một quyền của tiết nô nhi đánh vào ót cũng đau đến cong cả người tần trọng hải cười thầm trong bụng ngoài miệng lại nói tiết công công đừng phạt con trẻ ta đang đợi ngài có chút chuyện nghiêm chỉnh muốn nói hai hàng lông mày tiết nô nhi khẽ nhíu nghiêng hông the thế nói người mới đợi một lát đã không kiên nhẫn sau này làm sao hầu hạ trong cung lưu kính thấy hai người lại cãi cỏ lập tức cười nói hai người các ngươi đừng nóng nói chuyện hòa khí một chút chúng ta đi trước một bước lão liền kéo tay đại bảo thân ảnh hai người chợt lóe đã rời khỏi điện tiết nô nhi thấy lưu kính đi xa cười lạnh nói tần trọng hải Ta đợi ngày hôm nay đã lâu, hắc hắc, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay chúng ta. Vừa nói vừa xoa quyền mài trường, lộ vẻ hung ác. Tần trọng hải nghiêng mắt nhìn lão, ngáp một cái rồi lười biếng nói. Tối qua ta ngủ không ngon, chơi bạc đến nửa đêm, nếu tiết công công không còn gì sai khiến, ta đây hết việc cần về nhà nghỉ. Tiết nâu nhi tức giận đến xanh mặt, thầm nghĩ trong công có mấy ngàn thị vệ, người nào cũng sợ ta muốn chết ai ngờ lại tới một tên vô lại như vậy, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng quy củ với hắn, ngày sau quản dạy mới được nghiêm. Lão há to miệng đang muốn mắng mỏ, đã thấy tần trọng hài cầm trái cây bắt đầu nhai rôm rốp, miệng còn nói nhồm nhòm. Trái này hương vị không tệ, giòn lắm, là mua ở quán bán bên ngoài đông hoa. Môn sao, một trái bao nhiêu tiền, tiết nô nhi thờ hồn hền, lớn tiếng nói. Quy củ thứ nhất trong cung không cho phép ăn bậy đồ trong điện. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói. Xin lỗi, xin lỗi, ta không biết trái cây này không được ăn, thật sự ngại quá. Nói rồi y há miệng, liền phun cả mồm vỏ. Quả nhai nát ra trên mặt đất, tiếp theo vù một tiếng, ném cái hột ra xa. Tiết nô nhi tức giận đến tím mặt, lạnh lùng nói. Quy củ trong cung, điều thứ hai, không được ném vỏ cây giấy vụn lung tung. Tần Trọng Hải ấy náy cười, đột nhiên ho khan một tiếng, nhổ ra một bãi đờm. Đến lúc này Tiết Nô Nhi đã cực kỳ hoảng sợ, kêu lên. Điều quy củ thứ ba, không cho phép tùy tiện khạc nhổ. Tần Trọng Hải cười ha hả tiện tay tìm một cái bình hoa phun vào trong đó, Tiết Nô Nhi khóc thét, thảm thiết nói. Quy định thứ tư, không cho phép làm bẩn cùng tổn hại đồ vật trong cung. Lập tức hai người một làm một nói, chớp mắt, Tần Trọng Hải liền nghe xong đến cả 70 quy củ. chương 4, Nam Tử Gan To Bằng Trời Nghe mắng một buổi sáng, Tần Trọng Hải mới lĩnh đến lệnh bài cùng y phục. Tiểu Thái Giám nọ đã trở lại dẫn y đến doanh trại Hồ Lâm Quân. Địa vị của Hồ Lâm Quân không thấp, chính thức gọi là Hồ Bí Tả Vệ, cùng Kim Mô Tiền Vệ, Vũ Lâm hữu Vệ, Phủ Quân Hậu Vệ cùng Trấn Thủ Hoàng Thành, trên danh nghĩa chịu sự quản lý của Đô Chỉ huy Sứ Kinh Vệ, nhưng kỳ thật đám này tự ý hành sự chưa từng để chỉ huy sứ vào mắt Hổ lâm quân ngày thường đóng tại một ngôi lầu phía tây tiểu thái giám dẫn tần trọng hải gần đó thì ngừng lại tần trọng hải lấy làm lạ hỏi sao rồi lạc đường chăng tiểu thái giám nọ kinh hồn táng đảm lắc đầu nói ngự tiền thị vệ thật đáng sợ tôi tôi không dám đi qua tướng quân tự đi thôi tần trọng hải cũng biết trong ngược tiền thị vệ có lắm kẻ xài lang hổ báo xưa nay chuyên làm chuyện ác có điều y là thủ lĩnh đám người lăn lộn nơi mũi đao sao còn sợ tiểu nhân ngang ngược lập tức cười nói có ta ở đây ngươi sợ cái gì nói rồi liên thanh thúc giục tiểu thái dám nọ do dự nhưng thấy tần trọng hải có vẻ mất kiên nhẫn đành nén sợ gắng ngượng đi vào hai người đi một lát đến lầu tây nhưng không thấy có vệ sĩ Tần Trọng Hải buồn bực hỏi. Chúng ta đi sai chỗ chăng? Sao chưa thấy mống nào? Tiểu thái giám cũng khó hiểu, mờ mịt lắc đầu nói. Tôi không biết, bình thường bọn họ đều ở chỗ này. Tần Trọng Hải thấy trai phải không có người nào, liền đề khí kêu lớn. Có người ở đây không? Gọi một hồi mà không thấy có người đi ra. Tần Trọng Hải thấy dưới lầu có cánh cửa nhỏ, lúc này giơ chân đá vào, tiểu thái dám cả kinh nói tướng quân đừng làm bầy. Lời chưa tắt, cánh cửa nọ đã bị một cước ầm ầm đổ ra. Chỉ thấy bên trong lao ra một người, quát hỏi. Cái đồ láo sược, là ai gây sự ở chỗ này? Người nọ mặt đầy râu, bộ dạng hung ác. Hắn nhìn thấy tiểu thái giám, liền quát. Không phải ông ngươi đã nói rồi sao? Còn tới nơi này sẽ bị chúng ta đánh cho lần hai cái mông. Sao dám trở lại, còn đá hỏng cửa ông nhà ngươi? Con mẹ nó. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu thái dám sợ hãi, hai tay che kín mông, run giọng phân bua. Không phải tôi, không phải tôi đạp cửa. Người nọ vào tới, hung tợn nói. Còn dám cãi sao? Lại nghe một người cười nói. Người đừng ăn hiếp con trẻ, cánh cửa kia do ta đá đổ. Người mặt đầy râu nọ quay đầu, thấy Tần Trọng Hải thì lập tức quát. Ngươi là ai? Tần Trọng Hải cười nói mau gọi các huynh đệ ra, thượng ti của các ngươi đã tới rồi. Người nọ ngạc nhiên hỏi, cái gì thượng ti thượng cấp, sao ta không thấy? Tần Trọng Hải tự chỉ vào mình, cười nói, mở to mắt một chút, sau này lão đại của các ngươi chính là ta. Người nọ chợt cười nghiêng cười ngã, nói, thì ra là một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa, có từng đi đổ nước tiểu chưa? Tần Trọng Hải mỉm cười không đáp, liền đi vào cửa người nọ nhấc tay ngăn cản, quát. Người muốn làm gì? Hàng ổ hồ lâm quân là nơi để ngươi tùy tiện xông vào sao? Tần trọng hải tuy tiện uốn tay một cái, sử xuất chiêu thức cầm nã thủ bắt được cánh tay người nọ, tiếp theo lôi ra rồi đè. Mạnh, người nọ hét thảm một tiếng, cầu xin. Hảo hán tha mạng, đừng bẻ tay gãy của ta. Tần trọng hải cười nói. Ta chỉ đổ nước tiểu thay ngươi mà thôi, kêu gào cái gì? y đẩy tay, áp giải người nọ đi vào trong. Tiểu thái giám kinh hãi kêu lên, "Tần tướng quân, ngài cẩn thận một chút, bọn họ quả thực rất hung ác." Tần Trọng Hải chỉ cười một tiếng rồi vào bên trong. Chỉ nghe hô quát liên tục, một người kêu lên, "Con mẹ nó, tiểu tử thúi không biết sống chết, hôm nay coi như ngươi đã chết rồi." Tiếp theo có người nâng cánh cửa kia lên đóng lại, ngăn Tần Trọng Hải ở trong. Phòng Tiếng hung bạo gào không dứt bên tai. Chúng ta giết xúc sinh này thế nào? Đem hấp hay kho tàu? Tiểu Thái giám biết đám ngự tiền thị vệ tàn bạo nổi tiếng, tai nghe khẩu khí bất thiện, nghĩ đến tần trọng hài lẻ loi một mình bên trong, tất nhiên không ổn. Lúc này cửa phòng đã bị che kín, tiểu thái giám nóng ruột nhưng không rõ tình cảnh bên trong thế nào. Chợt nghe hừ hà vài tiếng, tiếp theo truyền ra một trận chấn động, bụi mù trên lầu rơi xuống tiểu thái giám nó kinh hãi thoát tim, nghe ngóng hồi lâu không có tiếng người mới bình tâm trở lại, chỉ là không biết tần trọng hải gặp độc thủ hay chưa. Nó liền lò dò tới cửa, bỗng bên trong lại truyền ra một trận nổ vang, cánh cửa chấn động rồi nứt ra một khe hở. Tiểu thái giám càng hoảng sợ, vội vàng thối lui. Qua một lát nghe không còn tiếng động, tiểu thái giám vừa kinh vừa sợ, cả gan gõ cửa hỏi. Tần tướng quân, ngài có khỏe không? Lời chưa tắt, Bỗng nhiên thiên lay địa chấn một trận, ngôi lầu giống như bị rỡ xuống, vụn gỗ bay tán loạn. Tiểu Thái dám sợ đến sắc mặt phát xanh, rúc vào một góc. Qua một lúc lâu, thủy trung không còn tiếng người, ngôi lầu cũng ngừng chấn động, tiểu Thái dám kêu lớn. "Tần tướng quân, ngài ở bên trong sao?" Đợi một lúc không tiếng đáp, tiểu Thái dám không biết thế nào. Nó đang còn lo lắng, chợt nghe tiếng của Tần Trọng Hải truyền ra, hét thảm một tiếng. "A!" À, đau, đừng hạ thù nặng như vậy. Tiểu thái giám cả kinh thầm nghĩ, thảm rồi. Tần tướng quân bị bọn họ bắt lại. Ta phải trở về bẩm báo với tiết phó tổng quản. Tại nghe tần trọng hải kêu thảm liên tục như chịu nghiêm hình tra tấn. Tiểu thái giám không dám chậm trễ, vội vàng. Trở về. Tiết nô nhi đang ngủ chưa, tiểu thái giám hồn hển báo lại. Nghe xong căn do, lão lại mừng rỡ muốn điên, đáng đời gã họ tần, dám đến địa bàn của ta dương oai vừa lúc để bọn chúng giáo huấn hắn một phen. Lão duỗi lưng một cái, chậm rãi sò dày cùng đánh phấn, tiểu thái dám vội la lên. Công công, nếu còn chậm trễ, chắc chắn tần tướng quân sẽ bị bọn họ giết chết. Tiết nô nhi cười nói. Giết thì giết, người gấp gáp cái gì? Lão cười tùm tìm, đoạn rời cửa đi về ngôi lầu phía tây. Đến nơi, tiết nô nhi híp mắt nói. Người tới gõ cửa, bảo bọn chúng ra nghênh đón bổn công công tiết nô nhi trời sinh tự đại yêu thích phô trương muốn lão đích thân gõ cửa bái phòng thì còn khó hơn việc đưa đầu cho người ta chặt tiểu thái dám nghe lệnh đành phải kiên trì đến cùng kinh hồn táng đảm đi tới nó gõ vài cái thấp giọng hỏi xin xin hỏi có người không đang sợ hãi cánh cửa đột nhiên mở ra một người lấp ló đi ra cười nói có 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 đương nhiên là có người Công công ngài tìm ai? Tiểu thái giám không biết người này vì sao khách khí như thế. Nó nuốt nước miếng, run giọng nói. Tôi, tôi tới tìm tần tướng quân. Người nọ nhìn ra ngoài cửa, thấy tiết nô nhi thì vội vàng vái chào, cười nói. Thì ra là hai vị khách quý đến. Mời mời mời, xin mời vào bên trong. Đám ngự tiền thị vệ hành động hung bảo, lúc nào từng hành sự thiện cảm như vậy. Tiểu thái giám càng hoàng sợ, thầm nghĩ, nguy rồi, tần tướng quân đã bị giết chăng. Nó quay đầu nhìn về phía Tiết Nô Nhi như chờ đợi chỉ thị. Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, hồ lâm quân ngày thường hung áp vô lại nhưng lão quyền cao chức trọng, ý thêm võ nghệ cao cường, ngự tiền thị vệ có âm mưu gì cũng không sợ, lập tức cất bước đi vào. Tiểu thái dám thấy thưởng, cấp vào cửa, vừa lo lắng đề phòng vừa chậm rãi theo sau. Vào phòng, chỉ thấy đen nhánh một mảng, không phát hiện tung tích tần trọng hải. Tiểu thái dám sợ hãi, thấp giọng gọi. Tần tướng quân, ngài ở nơi nào? Chỉ nghe bên trong phòng truyền tới âm thanh yếu ớt. Ta ở chỗ này. Thành âm vô lực nhưng đúng là của tần trọng hải không thể nghi ngờ. Bỗng nghe y lại kêu thảm một tiếng. Đau, đừng bóp mạnh như vậy. Tiểu thái giám vừa mừng vừa sợ. Mừng là tần trọng hải còn sống, sợ là hơi thở y yếu ớt, đích thị đang chịu đủ thứ tra tấn, Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói với vẻ trào phúng. Tần Trọng Hải, ngươi là tướng trên chiến trường, giờ muốn chúng ta tới cứu, sau này biết giấu bản mặt đi đâu. Tần Trọng Hải lại chỉ la đau, hoàn toàn không quan tâm tới lời của Tiết Nô Nhi. Tiết Nô Nhi nghe tiếng rên thê thảm mà trong lòng sung sướng. Lão đang muốn bồi thêm vài câu, chợt thấy một gã đại hán đi tới trước mặt, trầm giọng nói. Hai vị đã tới chỗ này, sao không thư giãn một chút? khi nói hai tay bóc vào khiến cho đốt xương kêu răng rắc rung động tiểu thái giám nghe tần trọng hải khóc thét không ngừng sớm đã nhũn toàn thân lúc này thấy bộ dạng hung bạo của thị vệ nọ, nó sợ đến hai tay thõng xuống run giọng từ chối không cần không cần đại hán kia hừ một tiếng nói ngươi xem thường tay nghề của ta tiểu thái giám la thảm vội vàng trốn sau lưng tiết nô nhi tiết nô nhi mang thân phận cỡ nào mắt thấy có người dám động thủ trên đầu thái tuế, lão giận dữ không thôi, ngay tại trận đánh ra một bạt tai, quát. Trước mặt bồn công công còn dám khoe mẽ, đốt đèn lên cho ta. Đại hán kia bị đánh bảy tám cái tát, cả giận nói. Không cần, muốn đấm chỗ nào. Tiết nô nhi lấy thiên ngoại kim luân ra, the thế nói. Bớt nói nhảm đi, mau đốt đèn cho ta. Nếu không toàn bộ các ngươi sẽ phải đền mạng. Đại hán kia không dám cãi, vội vàng đốt đèn. Thoáng chốc trong phòng sáng lên, một đại hán đại nằm duỗi dài trên ghế, chính là Tần Trọng Hải. Hai chân y đều gác trên lưng một gã thị vệ. Có người đấm chân, sau lưng còn có người dùng sức bóp vai. Chỉ nghe y quái thanh quái khí kêu lên. Ai nha, đau đau, mạnh hơn chút nào. Ồ, thích quá. Thị vệ đầy phòng vây quanh Tần Trọng Hải, mỗi người mi sầu mặt khổ, mặt mày bầm dập hiển nhiên đã bị người hung hăng đánh qua. Một người chạy về phía này, cười bồi nói. Hai vị Phật gia là bằng hữu của tần tướng quân, khó dịp đến hổ lâm quân. Chúng ta chơi, chỉ bằng uống hấp trà thơm, ngâm cái chân, đợi lát nữa xoa bóp thoải mái một chút, như thế được chăng? Người này mặt đầy dâu là dâu, chính là gã ác bá lúc trước đe dọa tiểu thái giám. Tiểu thái giám thấy giờ hắn ăn nói khép nép như thế, nhất thời cả kinh đến ngây người. Tiết Nô Nhi trợn mắt nhìn lại tiểu thái giám nọ, thê thế giọng hỏi. Tần Trọng Hải bị người ta bắt là sao? Mắt ngươi để đi đâu đó? Vừa nói vừa nhấc tay vào một cái. Tiểu thái giám càng hoảng sợ, chỉ là nó sắp bị đánh thì một người nhảy lại đỡ tay Tiết Nô Nhi, chính là Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải ngăn cho Tiết Nô Nhi, cười nói. Công công mang thân phận cao vời cỡ nào, cần gì làm khó một đứa trẻ. Tiết Nô Nhi rút tay trở về, hừ một tiếng, mắng. Người sắc láo hành sự không đàng hoàng, cẩn thận một chút cho ta. Tần Trọng Hải cười nói. Ai nói chúng ta hành sự không đàng hoàng, ta đang khổ luyện ưng trào công cho đám thủ hạ ở đây. Bóp đến chính xác tuyệt diệu, công công ngài bận muôn vàn chính sự, chăm chỉ hết mực, thân thể tất nhiên uể hoài, có muốn nếm. Thử cảm giác nó hay không? Mắt thấy vẻ mặt tần trọng hải thành khẩn, tiết nô nhi nhớ tới bệnh phong thấp của mình bất giác cười nói. Ừm, mấy ngày nay, bà vai ta đau nhức. Đột nhiên lão bừng tỉnh, quát. Người nói bậy bạ gì đó, mau đi làm chuyện đứng đắn cho ta. Tần Trọng Hải cười nói. Công công muốn ta làm chuyện đứng đắn sao? Y đột nhiên cao giọng quát. Huynh đệ hổ lâm quân nghe lệnh, chỉ nghe thị vệ đầy phòng cùng kêu to. Có chúng thuộc hạ, âm thanh giống như xét đánh làm gã tiểu thái giám giật nảy người. Tần Trọng Hải chỉnh sửa đám thuộc hạ trở nên nhu thuận, ngay tại trận cười to nói. Được rồi, chính là tinh thần thế này. Y liếc sang Tiết Nô Nhi, cười nói. Khí thế quân ta như cầu vồng, công. Công nghĩ sao? Tiết Nô Nhi cười lạnh nói. Thế này có gì hay mà lấy làm khoe mẽ? Miệng nói vậy kỳ thật trong tâm lão vừa sợ lại bội phục, đám hổ lâm quân này vô lại hung bảo, mấy gã đầu lĩnh khi trước đều bị bọn chúng đánh tới chết đi sống lại, không một ai đảm đương nổi chức trách. Giờ không biết Tần Trọng Hải dùng thủ đoạn gì mà chỉ một lát liền hàng phục đám thị vệ này, nhất thời lấy làm tò mò không thôi. chương 4, Nam Tử Gan To Bằng Trời Lại nói tự Tần Trọng Hải thu phục xong đám thị vệ, cả ngày dạo trong hoàng thành, nơi đây không căng thẳng như tiền tuyến, cuộc sống an nhàn đến nhàm chán. Khi rảnh rỗi, Tần Trọng Hải liền bắt thuộc cấp tập luyện ưng trào thần công, bóp gân bóp cốt đang ngứa ngáy hộ cho có dịp chuồn về phủ, liền tìm ngũ định viễn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Có điều với bản tính nóng nảy như hổ lang, rảnh rang hơn hai tháng, y đã buồn bực không chịu nổi. Hôm đó tiết trời nóng bức, đã vào mùa nắng gắt. Trong lúc rảnh rỗi, tần trọng hải liền trốn vào trong nhân trí điện ngủ trưa. Nhân trí điện nằm phía tây tam đại điện, chính là lăng mộ của các tiên hoàng. Thời này hoàng đế thịnh trị nhiều năm, nếu muốn nhân trí điện phát huy công dụng, ít ra còn 20 năm nữa. Năm nay trong cung trên dưới bình an, trong biện an tĩnh không một bóng người. Nếu có thứ gì đó dám tơi quấy. Dày, đương nhiên là quỷ không phải người. Có điều tần trọng hài to gan lớn mật, từng ngủ trên chiến trường đầy xác người như cơm bữa, u hồn lay động cũng xem như sương khói. Y dặn thuộc hả hai canh giờ sau trở lại, sau đó gác cao chân đánh một giấc. Trong mộng đang gắp cá bốc thịt phong lưu khoái hoạt, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, dường như có người sắp vào trong điện. Tần Trọng Hải tỉnh giấc, thầm nghĩ, lúc này có người tới, chẳng lẽ là Kim Ngô Quân, Vũ Lâm Quân đến sao? Lại nghĩ tiếp, không đúng, những người này nếu muốn ngủ trưa thì sẽ tới kiến cực lâu, sao lại đến? Tranh địa bàn của ta, người này chắc chắn chút lai lịch, ta cần lưu ý. Người nọ bước đi nhỏ nhẹ, đã còn không xa. Tần Trọng Hải không kịp nghĩ ngợi thêm, hai chân điểm một cái, phi thân lên trốn trên xà nhà tần trọng hải nằm trên xà cúi đầu nhìn lại tiếng bước chân ngày càng vang không ngờ là một phi tần xinh đẹp đi vào tần trọng hải sinh nghi khi thấy phi tần lẻ loi một mình trên tay cô này cầm theo một cái rổ bên cạnh không có cung nữ theo hầu càng quan sát càng kỳ quái y thầm nghĩ đám phi tần này thường đều ở hậu cung sao giờ chạy đến tiền điện đám này được nuông chiều từ bé đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ một mình đến đại điện trống trải này làm gì? Mắt thấy phi tần nó đi sâu vào trong điện, tần trọng hải cúi thấp người chạy trên xà nhà đuổi theo. khinh công của y không kém, giờ phút này cẩn thận gấp bội. Trừ phi phải là cao thủ võ học, không thì đừng mong phát hiện nổi. Phi tần nó tới trước một bức hỏa thì ngưng mắt nhìn kỹ, giống như đang ngắm. Chanh, hai mắt tần trọng hải như điện, thấy sắc mặt phi tần nó có vẻ khẩn trương, ngọc thủ thon dài duỗi ra phía sau bức họa. Chỉ nghe gạch một tiếng, như có cơ quan mới phát động, thoáng chốc bức tường dâng lên lộ ra một mật đảo. Phi tần nọ nhìn ra bên ngoài một thoáng, cấp tốc đi vào trong đường hầm. Chỉ một lúc sau, soạt một tiếng nhỏ, không ngờ bức tường rơi xuống trở lại. Tần trọng hải khiếp sợ không thôi, nhìn ra ngoài một hồi, thấy không có người mới nhảy tới trước bức họa, nâng nó lên. Thì thấy một ổ khóa nho nhỏ ẩn mật, như là một chỗ tổn hại tự nhiên trên tường, nếu không thấy tận mắt phi tần nọ chui vào cửa ngầm, quyết phát hiện không được nơi bí mật này. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, hay lắm, nơi này chắc chắn có điều cổ quái, đợi ta nghe ngóng cho biết. Y áp tai vào vách tường, chậm rãi phát động thần công, muốn nghe lén tiếng người bên trong. Tần Trọng Hải tu tập chủ yếu là hỏa. Tham nhất đao, chưa từng học qua thủ đoạn, đạt ma thiên nhĩ, như dương túc quan, lúc này cách một bức tường, liền ỉ vào nội công tu vi nhiều năm tận lực lắng nghe. Chỉ nghe nàng kia nói, ta nhớ ngài quá, nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngài. Âm thanh cao vút tựa hồ đang kích động, chỉ nghe tiếng thở dài của một nam tử đáp lại. Ai, rất nhiều nữ nhân, chỉ có nàng là tốt nhất. Giọng nói trầm thấp tựa hồ trung khí không đủ, tiếp theo là một hồi tiếng ôm ấp hôn môi. Tần trọng hải dùng mình thầm nghĩ, giỏi ra là phi tần kia trộm tình. Y hắc hắc cười lạnh, không biết gã nam tử nọ ở đâu chạy tới, sắc đảm bao thiên, không để ý tánh mạng an nguy của cửu tộc thân hiểu, lại dám tới cấm cung chơi. Bời! Lại nghe nàng kia nói. Hôm nay ta có thể ở lâu một lát, trước hết uống chút canh nóng tẩm bổ một chút. Tiếp theo truyền đến một hồi uống hút sùm sụp, tần trọng hải cười thầm, giỏi cho tên tiểu tử, yếu ớt cỡ này còn muốn vui dâm đến quên cả cái đầu tai nghe người nọ lớn miệng uống canh, y lại nghĩ trước cho người ăn bổ sung. Phía sau trả lại bằng sạch, còn không phải của thiên giả địa. Uống một hồi, lại nghe hai người thấp giọng nói chuyện, ngữ khí vừa nhanh vừa vội, tần trọng hải dốc lực nghe ngóng nhưng không rõ. Âm thanh người nọ quả thực suy yếu, tuyệt không phải người luyện võ. Tần trọng hải e sợ thầm nghĩ, may là không phải thù hạ của lão tử trộm tình. Nếu không liên lụy tới việc này, e là ngay cả cái đầu lão tử cũng giữ không được. Đang còn nghe lén, bỗng phát hiện thêm tiếng bước chân đi tới, cước bộ người này nhanh chóng, lại không phát ra tiếng. Vang, tần trọng hải dùng mình, biết có cao thủ tới, lập tức nhảy về trên xà. Chỉ một lúc sau, một người vội vã đi tới, người này mặt chát phấn trắng tô môi đỏ, chính là Tiết Nô Nhi. Tần trọng hải thầm mắng, còn hỏi ở đâu ra lão cầu suối dục thông dâm, thì ra là lão hỗn đàn này lão tiểu tử an bài gian tình nơi đâu thì không đi, lại đến địa bàn của lão tử, thực là của nợ. Tiết nô nhi tới trước bức họa, không ngờ khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy, lão mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, không nhúc nhích như muốn vận công đà tọa. Tần trọng hải nhướng mày, giờ phút này không thể rời khỏi điện. sâu thảm nghĩ, lão rùa đen ngồi ở chỗ này, ta làm sao đi ra ngoài đây? Hai người bọn họ phong lưu khoái hoạt bên trong, ta lại phải ngồi sồm ngẩn người trên xà, thật sự là buồn cười. Quả nhiên nam nữ luyến gian tình nhiệt chừng một thời thần. Tần Trọng Hải ngồi trồm hồm đến choáng váng, hai chân tê dại, muốn thoát thân ra ngoài nhưng lại kiêm kỳ tiết nô nhi võ công cao cường. Tùy tiện động đậy sẽ bị phát hiện, y đành nín thở ngưng thần, mong sao đôi nam nữ. Sớm làm xong chuyện, liền vào lúc này, chợt có mấy người từ bên ngoài chạy vào, sôi nổi kêu lên tần lão đại nhanh tỉnh một chút tần trọng hải vui vẻ biết là thuộc hạ đến kiếm mình tiết nô nhi nghe mấy người kia quá to lúc này mặt lộ sát khí hừ một tiếng rồi đi ra tần trọng hải thấy thời cơ tới nhảy từ Xà xuống rồi chui qua cửa sổ ra ngoài y vòng qua vườn hoa sau đó mới chậm rãi trở về cửa lớn nhân trí điện chỉ thấy tiết nô nhi đang trách mắng thủ hạ của mình với đầy vẻ phẫn nộ tần trọng hải cười ha ha giả cách không biết, đi ra phía trước cười nói. Tiết công công, mấy kẻ thù hạ của ta thế nào? Lại dám chiêu chọc ngài tức giận như vậy? Trên mặt tiết nô nhi chợt lóe thanh khí, lạnh lùng nói. Ngươi chạy đi nơi đâu? Sao bọn chúng nói là đến tìm ngươi? Tần trọng hải cười nói. Ta mới vừa đi hầm xí, công công hỏi có chuyện gì không? Thần sắc tiết nô nhi chợt khẩn trương, the thế nói vậy sao bọn chúng nói ngươi ngủ trong nhân trí điện? Tần Trọng Hải mệt mỏi rũi lưng một cái, nói. Ta mới vừa đi thải xong, tâm tình không tệ, lúc này mới buồn ngủ. Vừa nói ngáp một cái, liền muốn đi vào trong. Tiết nô nhi kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Tránh ra, không cho phép đi vào trong này. Tần Trọng Hải cười thầm, lão cầu tử này không đọc thông kim bình mai, rụt đầu rụt cổ ăn vụng như vậy đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Phải nói như vậy, ai nha, nơi này thật bẩn, chúng ta còn phải quét dọn cho sạch, các quan nhân cũng đừng gấp. Con mẹ nó, sao lại có lại rùa đen hung bạo như vậy? Tiết nô nhi thấy y lộ vẻ lười biếng, cả giận nói. Ngươi muốn làm gì, ta không tính sổ với ngươi, ngươi còn nhìn ta làm cái gì? Tần trọng hải cười hi hi, nhún vai nói. Không có việc gì, công công đừng nóng. Tiết Nô Nhi chỉ tay mắng. Người không nghiêm chỉnh, khi tuần tra hay trốn về nhà, đã phạm quy định thứ 42 của hạch điển yếu đại nội tuần tra hộ vệ. Điều này còn không nói, giờ ngươi muốn tự tiện vào điện ngủ chưa, lại tái phạm nội quy thứ 96, quy tắc trung tu thiện trí dụng nhân trí điện. Theo luật mà nói, ta có thể. Khấu trừ của ngươi 25 lượng 9 tiền bát văn, đã biết tội chưa? Tần Trọng Hải vừa sợ hãi cầu xin xin công công dơ cao đánh khẽ, mấy tháng nay vận khí của ta không tốt, đánh bạc thua đến trắng túi. Ngài mà khấu trừ, ngựa yêu, vân lý truy, còn đang trong điếm cầm đồ sẽ không thể nào chụp nổi. Tiết nô nhi hừ một tiếng, thét to. Mau cút cho ta. Tần trọng hải cười ha hả gãi đầu gãi tai dẫn vài tên thuộc hạ rời đi. Hai gã thuộc hạ vội vàng hỏi. Có thật lão đại thiếu tiền dùng, thuộc hạ còn mấy trăm lượng bạc, nếu cần, Ngài cứ việc mở lời. Tần Trọng Hải thuận miệng ư ừ hử cho có lệ, trong lòng thầm nghĩ, không biết nam tử ăn vụng ăn trộm kia là ai. Xem bộ dạng của Tiết Nô Nhi, người này hẳn phải là quan viên trọng yếu, tám phần là đại học sĩ. Giỏi, đám người khốn kiếp. Không ngờ trộm tình ngay trên địa bàn của lão tử, ta sẽ không để yên đâu. Đêm về phủ, Tần Trọng Hải đang nghĩ về điều cổ quái trong nhân trí điện, chợt liễu ngang thiên cho người tới báo nói có chuyện quan trọng cần thương lược tần trọng hải nghe vậy nhanh chóng chạy tới tới cửa phủ đã thấy có một chiếc kiệu hoa lệ liễu ngang thiên bình thường không ngồi kiệu rõ ràng bên trong là thân quyến liễu gia tần trọng hải ngày thường ngông nghênh có điều trước mặt người nhà liễu ngang thiên lại hết sức cung kính chỉ thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt bước ra trong kiệu mang theo đôi mắt đẹp ướt át động lòng người gia đình ở cửa đón chào thất phu nhân thiếu phụ kia thất thất tha tha bước vào cửa, chợt thấy Tần Trọng Hải khoanh tay đứng ở bên liền quay sang, nũng nịu kêu lên. Tần tướng quân, Tần Trọng Hải cúi đầu nhìn đất, nghiêm trang sắc mặt nói. Hầu ra cho gọi, nói có việc muốn thương lượng cùng hạ quan. Bất ngờ quấy nhiễu phu nhân, xin chớ trách tội. Thiếu phụ kia mỉm cười nói. Người lại tham quan, có đúng hay không? Tần Trọng Hải ho khan vài cái, nói tin tức của phu nhân thật linh thông, ta được thăng là tứ phẩm ngự tiền đái đao thị vệ, hầu tại trong cung. Thiếu phụ kia muốn nói nhưng chậm chạp không thành lời, tần trọng hải trao mày, không dám động đậy. Chợt nghe trong cửa truyền ra một giọng già nua. Trọng hải, ngươi đang làm gì đó, tới cửa sao còn không vào. Thành âm uy nghiêm biết bao, là liễu ngang thiên chờ không nổi, đích thân ra xem thế nào. Tần trọng hải thở ra một hơi như chút được gánh nặng nói. Phu nhân đi thong thả, ta vào trước. Y nhanh như chấp sông vào, thiếu phụ kia nhìn theo bóng dáng, lại khe khẽ thở dài. Tần trọng hải theo liễu ngang thiên vào thư phòng, chỉ thấy sắc mặt ngũ định viễn lọ vẻ khó coi, dương túc quan thì thở vắn than dài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, y ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì, sao mọi người giàu dĩ như bị mọc chỉ mông vậy? Liễu ngang thiên hừ một tiếng, nói nói chuyện dễ nghe một chút hôm nay có đại sự tần trọng hải cười nói ồ vợ bé của ngài có tin mừng liễu ngang thiên mắng nói lời nghiêm chỉnh được hay không ta đã có mấy đứa con còn có thể chơi trò chân đạp hai thuyền nữa sao lão triệu vi tử tráng qua nói xin vi hộ vệ ra ngoài tuần cha một phen không để đám người tạp vụ lại gần đây vi tử tráng vâng dạ một tiếng rồi đi ra Tần Trọng Hải dùng mình, biết sự tình không hề tầm thường. Liễu Ngang Thiên lấy ra một phong thư, giao cho Tần Trọng Hải rồi nói. Ngươi xem trước rồi nói. Tần Trọng Hải ưm một tiếng, đọc rằng. Thiện mục hầu trinh bác đại đô đốc Liễu Ngang Thiên đại nhân túc hạ, hầu ra oai hùng tỏa sáng, uy chấn vũ nội, là bức bình phong vững trái che chở cho chúng ta. Mấy chục năm qua bắc khá ngõa lạt, tây phá khương nhung, võ công sánh với chưa danh thần tướng khai quốc, đức đại thiên hạ. tai nghe tần trọng hải đọc ấp úng, đầu đầy mồ hôi, liễu ngang thiên hừ một tiếng, nói đều là nói nhảm, người có thể bỏ qua không đọc. tần trọng hải thở phào nhẹ nhõm, đọc tiếp. ta nghĩ thời nay tai thánh u mê, đến nỗi dưới trần đại loạn, đạo tập nổi lên bốn phía, tử thương hỗn độn, cưỡng gian rồi giết chết, không từ bất cứ việc xấu nào. nghĩ rằng đầu đàng tội ác không ngoài đám phỉ họ giang giang tạc hoành hành lâu ngày triều chính lâm nguy nếu chúng còn chậm trễ không đền tội bổn triều có thể nào gọi là đại trị đủ yên bình gọi là thịnh thế một ngày tặc đảng chưa trừ diệt ngày đó hỏa vong triều đình còn chưa dứt tần trọng hải gật đầu nói người viết thơ muốn đối phó giang sung khôi phục triều cương phải thế chăng liễu ngang tiên thấy y hiểu ý văn khen không tệ đọc hiểu được đoạn văn này xem học vấn của ngươi tăng không ít hẳn là công lao của Lưu Hiền Điệt. Tần Trọng Hải dạ một tiếng, tất nhiên không tiện tán dương, Kim Bình Mai, cùng, nhục bồ đoàn, ngay tại trận, tiếp tục đọc. Chỉ là căn cơ của giang tạc thâm hậu, sự nghiệp rộng lớn, bổn nhân tự biết lực mỏng, thế đơn khó kháng lũ tiểu nhân yêu ma, nghĩ rằng minh công động thuộc cơ tiên, mưu tính sâu xa, biết định lợi hại. Còn đợi ngài vung tay lẫm liệt tứ hải, làm nên đại sự, thiên hạ mới có hy vọng lão bá tanh mới có hy vọng. Tần Trọng Hải nhìn chỗ ký tên, thấy sáu. Chữ là Tổng quản Đông xưởng Lưu Kính. Đọc đến đây, Tần Trọng Hải biết tranh đấu triều chính đã đến hồi quyết liệt, Lưu Kính bắt đầu mượn sức liễu ngang thiên, nội tình tuyệt không đơn giản. Y trầm ngâm chốc lát rồi nhìn sắc mặt mọi người, chỉ thấy ngũ định viễn nghiến răng nghiến lợi như đang kích động, dương túc quan thì cúi đầu suy tư không lộ hỉ nộ. Tần Trọng Hải hỏi, thơ này do ai đưa tới? Liễu Ngang Thiên nói, là đệ tử của Tử Vân Hiên. Tần Trọng Hải gật đầu, bức thư này trọng yếu dị thường, Lưu Kính lo lắng rằng cao thủ đông xưởng đưa đi không tiện, liền nhờ môn nhân đệ tử của Quỳnh Quốc Trượng đưa tới Liễu Phủ. Liễu Ngang Thiên nói, mấy ngày nay triều đình tranh đấu ác liệt, Lưu Kính nhờ mấy đại thần dân tấu trương, chỉ trích Giang Sung trước đó tự ý xuất cung, không những chạy tới Tây Bắc, còn tự tiện điều động quân binh ra khỏi quan ải, có thể nói phạm vào đại tội xin hoàng thượng truy xét tần trọng hải khẽ gật đầu ngày ấy khi gặp quân mã của giang sung dưới chân thiên sơn đám người kia thấy chết mà không cứu lưu kính phát hiện việc này cũng hợp lẽ thường liễu ngang thiên nhấp một ngụm trà nói hoàng thượng xem tấu trương liền triệu giang sung tới chất vấn một phen trước mặt chúng đại thần còn cho cách chức điều tra tổng binh ngọc môn quan cao nhan giang sung mất mặt nhưng không cam yếu thế ngay trong đêm sai người dâng tố nói người đông xưởng ăn hối lộ trái vương pháp, trộm bạc quan vận ra kinh. Hiện nay Hoàng thượng đưa án của Giang Sung tới đại lý tự, án của Lưu Kính đến hình bộ, hai phe nhân mã toàn lực đấu đá, quyết đánh nhân mã của đối phương xuống đài mới thôi. Mọi người nghe thì trao mày, e rằng sau lần áp đấu này, trong chiều lại có vô số người bị bãi quan, xét nhà xung quân, trong tâm nổi lên điểm xấu. Liễu Ngang Thiên nói, Lưu Kính đa mưu túc trí, mắt thấy Giang Sung phản pháo, biết người này được hoàng đế hết mức sủng ái, chỉ sợ phe hắn không làm gì được mà còn bị phản kích, liền tìm ta với hy vọng được giúp một tay, cùng đối phó Giang Sung. Tần Trọng Hải khẽ trao mày, gật đầu nói. Xem ra lão thái giám này muốn làm một vố thật to. Liễu ngang thiên nói. Liêu kính rất cáo giả, hắn kéo ta xuống nước chưa chắc có lòng tốt, tám phần là hy vọng chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương cùng Giang Sung, để hắn làm ngư ông đắc lợi. Chính vì thế, hôm nay mới tìm ngươi đến thương lượng. Tần Trọng Hải mỉm cười nói. Điều này có gì khó? Hai nhà chúng ta liên thủ đánh đổ Giang Sung còn tốt hơn đi cướp bóc ở chỗ tầm thường khác. Hai bên cường đạo chúng ta cùng lưu kính, trước tiên phân định ai tới canh chừng, ai tới xuống tay, lại phân định chỗ tốt rõ ràng, tránh ngày sau khi chia của lại đánh nhau, như thế được chăng? Dương Túc Quan Cao mày nói. Tần tướng quân, mọi người đều là mệnh quan triều đình người đừng ví von theo kiểu bất luân bất loại như thế tần trọng hải cười nói được rồi vậy chúng ta giống như là hai đàn heo núi hiện nay gặp phải con cọp liễu ngang thiên hừ một tiếng mắng người đừng ví nhảm nói chúng ta khó nghe như vậy tần trọng hải cười nói nói thật ra mọi người không phải làm chuyện tốt làm chuyện khó coi nói ra đương nhiên khó nghe dương túc quan nói Trọng Hải có điều chưa rõ, Giang Sung sớm đã biết Lưu Kính có ý kết minh cùng chúng ta, sáng nay gian thần này cũng đến quý phủ bái phỏng, hy vọng hầu ra có thể hợp tác cùng y. Tần Trọng Hải cả kinh, than rằng, giỏi cho gian thần, không ngờ tới nhanh như vậy. Giang Sung cáo giả ra sao thế nhân đều biết, Lưu Kính hành sự tuy ẩn mật nhưng tai mắt của Giang Sung đông đảo, quả nhiên biết được việc này. Dương Túc Quan nói, Giang Sung đã ra điều kiện, chỉ cần chúng ta tỏa thủ bàn quan. Đến lúc lưu kính bị đánh đổ, y chắc chắn sẽ đưa lên lễ trọng. Tần trọng hải cười nói. Lễ trọng cái gì? Cái đầu trên cổ hắn sao? Ngũ định viễn có cửu án cùng Giang Sung, nghe lời này bỗng vỗ đùi, lớn tiếng nói. Nói đúng lắm. Liễu ngang thiên trừng mắt liếc hắn, nói. Người cũng bị làm hư theo sao? Sắc mặt ngũ định viễn quẫn bách, cúi đầu không nói. Dương Túc Quan chậm rãi nói. Chính miệng Giang Sung hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, y liền giao lại. Trước kinh vệ đô chỉ huy sứ cùng binh quyền Tây Cương để nhân mã của hầu gia tiếp quản. Tần Trọng Hải nghe thì cả kinh, hai chức quyền này phân lượng không nhẹ. Nếu liễu ngang thiên đắc thủ, lợi ích thế nào đã quá rõ ràng. Y thu lại vẻ tươi cười, trầm ngâm nói. Vậy nếu chúng ta giúp lưu kính thì có chỗ tốt gì? Dương Túc Quan nói chiếu theo trong thư chỗ tốt của chúng ta không có rõ rệt tần trọng hải gật đầu nói như vậy chúng ta tương trợ lưu kính thì trắng tay giúp giang sung vẫn có chút ích lợi phải thế không dương túc quan gật đầu nói trọng hải nói như vậy dường như cũng đúng tần trọng hải cười hắc hắc nói khoan hãy nói lợi ích hai người bọn họ hiện nay mang tội một mạng động ở đại lý tự một mạng treo ở công đường hình bộ chẳng may một kẻ để cho người ta bức tử, chúng ta há có thể thu nợ người chết. Hiện nay hai bên ai chiếm thượng phong, ai khuất hạ phong, Dương Lang Trung liệu có rõ ràng. Dương Túc Quan nói, hiện nay đại lý tự thẩm vấn Giang Sung, hình bộ thẩm vấn Lưu Kính. Nhìn ngoài thì nhân mã hai bên ngang nhau, kỳ thực Giang Sung vẫn chiếm thượng phong. Kỳ có giao tình thâm hậu cùng mấy lão nhân đại lý tự, trừ phi là tự khanh từ trung tiến đích thân thẩm vấn, nếu không án của Giang Sung rõ ràng không có việc gì. Ngược lại bên Lưu Kính có hại không ít, hình bộ thượng thư triệu chính là hiền tài do một tay Giang Sung tiến cử, người này chịu ơn của Giang Sung, lần này nếu không chừng trị tội danh của Lưu Kính, chính là chuyện khó có thể tưởng tượng. Dương Túc Quan khôn khéo phân tích thế cục trong chiều, quả nhiên là có tình có lý. Tần Trọng Hải lắc đầu thở dài nói. Lưu Kính thật không sáng suốt, từng liên thủ cùng Giang Sung hại chết tả đô ngự sử Trương Ôn, giờ mới biết hối hận rồi sao? Nếu Trương Ngự Sử còn tại vị, vị quan chính trực này chắc chắn xử lý theo lẽ công bằng. Ngày nay cả triều đều là hạng người bo bo giữ mình, Lưu Kính dùng đá tự đập chân mình, còn có thể làm thế nào? Ta xem nhất định Lưu Tổng Quản hết thời rồi. Liễu ngang tiên thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật về hai phái giang Lưu, bất luận ai đúng ai sai, đều tính là nơi tụ tập tội ác trong thiên hạ, không nên tương trợ. Ai? đáng tiếc ra dê nọ chỉ là một giấc mộng xuân, khó có thể tra ra nội tình bán nước của Giang Sung. Chúng ta một bàn tay vỗ không nên tiếng, nếu muốn trừ hai nhiệt đảng này, phải đi từ từ từng bước. Lão ngừng lại một chút, trầm trọng hỏi. Chư vị cho rằng lần này đông xưởng tranh chấp cùng Giang Sung, chúng ta nên trợ giúp bên nào. Lời vừa ra, mọi người biến sắc, lại cúi đầu không ai lên tiếng. Liễu ngang thiên thấy vậy lập tức dựa vào lề thói trong liễu môn, hỏi người có chức quan thấp nhất trước. Định viễn, không tính ân oán giang hồ xưa cũ, chiếu theo ngươi, lần này nên trợ giúp ai? Ngũ định viễn nghe thì hừ một tiếng, oán hận nói. Giang sung chỉ vì một tấm da dê, tàn độc giết hại không biết bao nhiêu người. Đồng lưu của hạ quan là hoàng tế hoàng lão ngỗ tác bị cắt thủ cấp treo trên xà, tám mươi mấy cả nhà già trẻ yến lăng tiêu cục càng chết một cách đau đớn không hiểu thế nào. Ngoài ra còn có chi phủ lương chi nghĩa, ngự sử đại nhân Vương Ninh, trước sau đều bị hãm hại. Tất cả thảm sự đều do ác nhân Giang Sung này giật dây. Hắn đứng lên, lớn tiếng nói. Hầu ra, chúng ta diệt cò tận gốc, định kế sớm ngày giải quyết ác đồ kia. Tần Trọng Hải vỗ tay nói. Nói rất đúng, này Giang Sung hèn hạ vô sỉ còn hơn lưu kính, chúng ta cần sớm ngày trừ bỏ. Liễu ngang tiên chưa cho ý kiến, chuyển sang hỏi Dương Túc Quan. Túc Quan có ý sao? Dương Túc Quan trầm ngâm một hồi, nói. Định viễn nói tuy có lý nhưng chưa chắc có lợi. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi. Dương lang Trung có cao kiến gì? Dương Túc Quan nói. Lúc này Giang Sung thế đại, dù chúng ta liên thủ cùng lưu kính, nhiều nhất chỉ có thể ngang tay với y. Đến lúc song phương lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ lãng phí khí lực mà thôi. Hai người liễu tần nghe vậy đều gật đầu, lời này của Dương Túc Quan dù khó chúng nghe nhưng đúng thực tế, không thể nghi ngờ. Diêm Ngũ Định Viễn thì tức giận, hoàn toàn không đồng ý với Dương Túc Quan. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói. Giang Sung phạm nhiều tội ác, chúng ta chỉ cần đưa ra một chuyện, sao không thể nhốt hắn vào lồng giam. Dương Túc Quan nói. Định Viễn có điều không biết, đại lý tự có thể cho bắt vây cánh của họ Giang, thậm chí khiển trách Giang Sung. Nhưng để bỏ tù gian thần này, ban thường cái chết lại cần đến lục bộ hội thẩm đây không phải chuyện dễ dàng ngũ định viễn dùng mình hỏi lục bộ hội thẩm là gì dương túc quan nói lục bộ hội thẩm chính là lại hộ lễ binh hình công lục bộ thượng thư cùng nhau thẩm án đây hoàn toàn là ngầm đấu đá nhân tình nơi quan trường mặc dù chúng ta nắm được tóc của giang sung cũng chưa chắc thuyết phục được lục bộ thượng thư định tội liễu ngang thiên nói không sai túc quan hiền biệt quen biết bộ binh cố thượng thư có thể nhờ ra tay tương trợ nhưng còn tới năm vị thượng thư khác lão phu tuy có chút quan hệ nhưng không thể cam đoan bọn họ công bằng phá án ngũ định viễn thân là lão tướng công môn sao không biết đạo lý này sắc mặt hắn trở nên bi thảm thất vọng không nói tần trọng hài hỏi theo dương lang trung giờ chúng ta nên hành sự thế nào dương túc quan nói Giang Sung đã ra điều kiện, chỉ cần chúng ta không hỗ trợ lưu kính, y liền đưa lên hai món hời to. Dựa vào thiền kiến tại hạ, lần này nếu được hai trước đó. Ngày sau thiếu đi lưu kính trợ giúp, chúng ta cũng không sợ Giang Sung. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi. Tại sao? Dương Túc Quan nói. Lần này chức quan béo bở chính là đô chỉ huy sứ Kinh Thành, theo pháp quy có thể quản tất cả lộ quân mã Kinh Thành, từ ngự lâm quân cho tới cẩm y vệ đều nằm trong bàn tay. Có được nó, hầu ra tay cầm binh quyền kinh thành, thực lực chắc chắn không chỉ tăng lên gấp đôi. Tần Trọng Hải lắc đầu nói. Lời này không đúng, những năm gần đây triều chính buông lỏng kỳ cương, thế lực kinh thành lệ thuộc phe phái, không nghe lệnh chỉ huy. Cái chức đô chỉ huy sứ chưa chắc hữu dụng. Y là đô thống hổ lâm quân, cũng chịu quản hạt của đô chỉ huy sứ nhưng chỉ biết vị lão huynh này mang họ hứa, cao thấp mập ốm thế nào thì không rõ. Dương Túc Quan mỉm cười nói. Kỳ cương buông lỏng, chẳng lẽ không thể chấn chỉnh lại. Theo ý tại hạ, nếu được chức vị này, đến lúc đó chúng ta nhờ binh bộ cố thượng thư tác động, thêm vào đó là gia phụ cùng hầu gia, nhất định lấy lại thực quyền đô chỉ huy sứ kinh thành. Điều này ngoài ý liệu giang sung, đến lúc đó đối phương có trở tay cũng không kịp. Tần Trọng Hải nhớ tới ngày ấy Dương Túc Quan thân mật cùng với Cố gia tiểu thư, lúc này cười nói: "Cố đại nhân chúng ta xưa nay chỉ thích độc hành, không kết đảng cùng ba phái." "Trong chiều, xem ra đích thị là yêu dương nên cho Liễu ăn rồi sao?" Dương Túc Quan mỉm cười nói. Tần tướng quân lại giỡn rồi. Liễu Ngang Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Chiếu theo ý tứ Túc Quan, lúc này chúng ta nên nhận lời của Giang Sung, không biết ai còn ý kiến khác?" Tần Trọng Hải nghe lời này thì rõ ràng. Xem ra Dương Túc Quan sớm đã thương lượng thỏa đáng cùng Liễu Ngang Thiên, tìm y chỉ là muốn gửi thông điệp mà thôi. Tần Trọng Hải ngáp một cái, biết mồm mép có hạn, muốn biện luận tất nói không lại Dương Túc Quan. Dù sao sự tình không liên quan đến bản thân nên không mấy quan tâm. Bỗng nhiên nhớ tới Lưu Vân, y thầm nghĩ, nếu Lưu huynh đệ còn ở đây, chắc chắn sẽ đưa ra cao kiến, lão Tần ta cũng có dịp đại náo một hồi y đang thở dài không thôi, chợt nghe ngũ định viễn trầm giọng quát. Liễu đại nhân, ta phản đối việc này. chương 4, nam tử gan to bằng trời. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Liễu ngang thiên hắng giọng một tiếng, hỏi. Hỏi vì sao định viễn phản đối? Ngũ định viễn lớn tiếng nói. Hầu ra, nếu chúng ta liên thủ cộng sự, thậm chí đồng mưu chia của cùng Giang Sung, xin hỏi chúng ta có khác gì tên gian thần kia? mọi người nghe hắn nói nặng như thế đều dùng mình dương túc quan khuyên nhủ đây chỉ là kế sách tạm thời tương lai đến khi chúng ta lớn mạnh sớm muộn gì vẫn phải đưa giang sung ra công lý trước mắt hiện ra cảnh tượng thảm thiết của tề gia hai mắt ngũ định viễn đỏ lên lớn tiếng nói ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ dương đại nhân nói tới đi lui một câu ta cũng không hiểu dương túc quan nhướng mày đang muốn khuyên tiếp thì ngũ định viễn phất phất tay chặn lời còn lớn tiếng nói ta vì vụ án của yến lăng tiêu cục bôn ba ngàn dặm từ tây lương tới kinh thành thực sự không phải cầu quan tước mà đến ta ta chỉ hy vọng nỗi trầm hoan nọ được rửa sạch trả lại công bằng cho khổ chủ mấy vị đại nhân muốn liên thủ cùng gian thần giang sung ta ngày mai ta liền trở về tây lương không cần làm chế xứ gì nữa khi hắn nói lời cuối cùng không ngờ đánh một quyền trầm trọng xuống bàn chỉ nghe oành một tiếng, bàn gỗ đã vỡ thành bốn năm mảnh, bắn ra trên đất. Năm đó ngũ định viễn tới kinh thành, từ khi giao ra ra gia dê, mọi việc đều nghe liễu ngang thiên an bài, có thể nói là. Hành sự cẩn thận, thành thật khuôn phép, nào ngờ sau khi trở về từ Tây Cương, tính tình của hắn dường như theo võ công trên người, lại cường mãnh hơn trước rất nhiều. Ba người không biết thì ra hắn nóng nảy như thế, sắc mặt đều lộ vẻ hãi dị. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, ta chỉ nghĩ định viễn là một bộ khoái, không ngờ cũng có tâm huyết như thế. Nhất thời lòng đầy bội phục. Dương Túc Quan lại nghĩ, thì ra định viễn thiếu kiên nhẫn như vậy. Ai, việc nhỏ không nhịn, mưu lớn tất hỏng. Ta nên khuyên hắn làm sao cho ổn thỏa. Hai người trầm mặc không nói, liễu ngang tiên thì thở dài liên tục. Ngũ định viễn tự biết bản thân quá mức kích động khiến mọi người kinh hãi, hắn lại thấy áy náy. Ta ta chỉ là không đành lòng nhìn huyết án trầm hoan. lúc này mới nói mấy câu nặng nề, xin đại nhân thứ lỗi. Hai gối quỳ xuống trước Liễu Ngang Thiên, hắn khóc ròng rằng, xin đại nhân đoái thương cho cả nhà Yến Lăng tiêu cục vô tội chết thảm, tuyệt không thể liên thủ cùng gian thần kia. Liễu Ngang Thiên đưa tay nâng hắn dậy, nói, điều lo lắng của Định Viễn không phải là không có lý. Hỏi rằng, ta dựa vào cái gì mà tự xưng là trung thần hiếu tử? chính bởi chúng ta không thông đồng làm bậy cùng tặc tử Giang Sung, ai? Xem ra vẫn phải bàn bạc việc này kỹ hơn. Ngũ định viễn dập đầu rơi lệ, khóc không thành tiếng nói. Đa tả đại nhân, cả đời định viễn không dám quên đại ân đại đức. Dương Túc Quan ở bên lại nhíu mày. Lúc này không còn ra dê không chế Giang Sung, nếu không tận dụng thời cơ hai phái Giang lưu đấu đá mà khuếch trương thế lực, ngày sau chắc chắn rơi vào thế hạ phong có điều thấy Ngũ Định Viễn kích động như thế, chàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tần Trọng Hải cười hi hi. Không sai, chúng ta không nên vội vàng. Hết thầy từ từ sẽ đến, để cho Giang Sung cùng Lưu Kính nâng giá, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Bàn cho tới tận khuya, sáng hôm sau Tần Trọng Hải vừa ngáp vừa chạy tới Cấm Thành làm nhiệm vụ. Do đêm qua chỉ ngủ một canh giờ. Khi đến Cấm Thành, y liền tới lầu phía tây tìm chỗ ngủ bù đám thuộc hạ biết tính xấu của thượng cấp phát tác, đương nhiên không dám ẩm ý. Tần Trọng Hải đang trong mộng đẹp, chợt nghe bên ngoài một trận chiêm trống, tiếp theo có thủ hạ xông vào la lên. Lão đại mau dậy, hôm nay hoàng thượng muốn đi săn, chúng ta chớ nên tới trễ. Tần Trọng Hải bị thuộc hạ lay tỉnh, nghe căn do thì cả kinh, lau vội nước miếng trên miệng rồi chạy ra ngoài. Đã thấy chúng huynh đệ sớm chuẩn bị xuất phát, chỉ chờ y đến. Tần Trọng Hải cau mày nói: "Đây là lần đầu ta đi săn thú, các ngươi dẫn đường đi." Một gã thuộc hạ lão luyện lấy ra cung lớn bảo đài cùng tên Bạc Linh điều chỉnh lên Tần Trọng Hải, nói: "Đợi lát nữa khi săn thú, lão đại để ý dồn con mồi tới trước mặt hoàng thượng, để ngài bắn cho thống khoái, đừng đoạt phong thái của bậc đế vương." Tần Trọng Hải biết đây là trò vỗ mông ngựa, ậm ừ một tiếng rồi gật đầu. Không bao lâu đã tới Tây Uyển. Chính là Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải ba chỗ hợp thành trận, được Lưu kim nguyên ba chiều kiến tạo mà thành, quy mô của vườn thượng huyền này rất lớn, là nơi để hoàng đế cùng đám cung phi rong chơi. Lúc này chúng quân tụ tập, chỉ thấy kim mô tiền vệ, vũ lâm hữu vệ, phủ quân hậu vệ, ngự lâm cấm quân đều tới chừng mấy ngàn người. Một gã tướng lãnh thấy tần trọng hài lạ. Mặt, đoán rằng y là đầu lĩnh tân nhiệm của hồ lâm quân. Người này có ý kết giao lập tức dục ngựa về phía trước, chắp tay nói. Tại hạ cùng chính nghi là đầu lĩnh Kim Ngô quân, xin hỏi các hạ chính là Tần Trọng Hải Tần tướng quân. Tần Trọng Hải chắp tay cười nói. Không dám, chính là tại hạ. Ta tiếp nhận Hồ Lâm quân chưa đầy mấy tháng, quân vụ bận rộn chưa đến bái phòng đại ca, xin hãy thứ cho. Cùng chính nghi giơ ngón tay cái lên khen. Đều nói, hỏa tham nhất đao, uy nghi biên cương, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Tại hạ thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tần Trọng Hải nghe lời lẽ chân thành, với bản tính ngông nghênh mà giờ phút này cũng phải len lén vui mừng, cười nói. Tiện danh khiến cho đại ca chê cười rồi. Tần Trọng Hải thấy cùng chính nghi tướng mạo đường đường, cử chỉ đầy khí độ, nhất thời có cảm giác vừa gặp đã quen. Lại thấy kiến thức đối phương uyên bác, hiểu rõ sự tình trên dưới trong cung, liền tranh thủ thỉnh giáo, hai người đang ngồi trên ngựa đàm luận chợt nghe một gã hoạn quan cất cao giọng chúng quan quỳ xuống hoàng thượng giá lâm chỉ nghe tiếng người tiếng ngựa huyên áo xa xa kèm theo từng hồi chó săn cắn sủa xem ra đại đội ngựa giá đi săn đã đến cùng chính nghi thấy hoàng đế sắp đến vội vàng quỳ xuống bái lạy tần trọng hải cũng hạ bái theo giờ phút này cả ngàn gã thị vệ bất luận vũ lâm kim mô hay phủ quân hồ lâm đều quỳ trên mặt đất trong miệng hô to. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chức quan của tần trọng hải không cao, không cần lâm chiều, mới thấy qua hoàng đế một lần, y miệng hô theo mọi người nhưng trong lòng không hề cung kính, nghĩ thầm. Đánh rắm, không phải mấy lão vạn tuế trước kia chỉ sống được trường đó mà thôi sao, những lão về sau cứ hô vạn tuế một tiếng, tổn thọ một tuổi. Đúng là A-di-đà Phật, ô hô ai tai. Tần trọng hải phục dưới đất, không ngừng cười thầm, chợt thấy cùng chính nghi ở bên đầy vào trên người một cái, Tần Trọng Hải mang tâm tư cơ cảnh, biết có khác thường thì vội ngừng đầu, đã thấy một nam tử vận hoàng bào đang cúi đầu nhìn mình. Người này chưa gọi là già, chỉ tầm trên dưới 50 tuổi. Tần Trọng Hải cả kinh, rõ ràng chính là đương kim thánh thượng. Vừa rồi mắng thầm hoàng đế, mong rằng đừng bị phát giác. Thần sắc y lộ vẻ xấu hổ, nhất thời không biết xử sự ra sao hoàng đế đương nhiên không biết mình vừa bị người ta mắng, mỉm cười hỏi. Người chính là Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải vội vàng bái lạy, thưa. Mà tướng Tần Trọng Hải, khấu kiến tiên nhan thánh thượng. Hoàng đế cười ha hả vỗ vai y rồi cười nói. Người giỏi lắm, thay chấm lấy lại thể diện tại Tây Cương, chấm thật cao hứng. Tướng lãnh một bên thấy Tần Trọng Hải. Có cơ hội bắt chuyện cùng Hoàng đế thì lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, tần trọng hải xá vài cái bẩm mà tướng được bệ hạ mở kim khẩu khen ngợi quả thật vinh hoa suốt đời hoàng đế mỉm cười không nói thêm mà dặn đám tướng lãnh khó dịp trời trong nắng ấm hôm nay chấm rất cao hứng mọi người nên đi thôi tần trọng hải đang muốn đứng lên bỗng một người lao đến vừa lúc đá tới một cước cước này dù không nặng nhưng chúng sau ót tần trọng hải tần trọng hải giận dữ quay đầu thấy người nọ chính là thống lĩnh cầm y về an đạo kinh, xem ra đối phương sinh lòng đố kỵ tới chiêu chọc. Tần trọng hải cuồng nộ, đưa tay sờ vào cây đao bên hông. Cùng chính nghi một bên vội ngăn cản, trầm giọng nói. Tiểu nhân hèn hạ không muốn thấy người khác gặp may, nên nhẫn nại một chút. Tần trọng hải bộc phát tức giận, xoay người đứng lên, đã thấy giang sung nghênh ngang từ sau đi tới. Hôm nay gian thần mặc trang phục đi săn, lại xem như không thấy tần trọng hải, đám cầm y vệ cũng đi qua bên người y với vẻ phô trương cùng vọng. Tần trọng hải thầm nghĩ đợi lúc rời cung, lão tử không đánh chết một hai tên trong các ngươi sẽ mang họ của tên rùa đen giang sung. Một lát sau, một lão nhân hiền lành đi tới, chính là Lưu Kính. Bên cạnh còn có Tiết Nô Nhi. Lưu Kính thấy sắc mặt Tần Trọng Hải đầy khó coi, hai tay còn nắm chặt, lúc này cười nói, nhẫn nhịn được cái nhất thời mới đủ tranh phong nghìn thu. Tần Trọng Hải hư một tiếng, cười lạnh nói. Lưu Công Công nhẫn nhịn giỏi như vậy, thế cần gì đấu với Giang Sung nữa? Lưu Kính chừng mắt nhìn, ô một tiếng nói. Ồ, Tần Tướng Quân nói thật là kỳ quái. Ta với Giang Đại Nhân chính là bằng hữu chi giao, đã từng tranh chấp khi nào. Tần Trọng Hải thấy trên mặt lão lộ vẻ rào hoạt, thầm nghĩ, hai đại gian thần quả nhiên cáo giả, gian hùng không lộ hỉ nộ, ta cũng không thể lộ chân tướng y gắng kìm cơn giận, cũng cười ha hà nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều phụng sự hoàng thượng, còn phân lớn nhỏ làm. Gì, lần này công công được điểm giáo, trọng hài thật sự đại khai nhãn giới. Liều kính thấy y chịu nghe dạy bảo mà bắt trước đối đáp, liền cười nói. Đúng vậy, đang thời thanh niên khí thịnh, hiếm thấy có người như tần tướng quân lĩnh ngộ được đạo lý này. Hai người đang nói, hoàng đế đã phiên thân lên ngựa. Lưu kính vỗ vỗ vào vai tần trọng hải cười nói mau đi qua bảo vệ thánh thượng là chức trách của ngươi tần trọng hải khẽ gật đầu rồi đuổi theo tiếng chân rầm rập mấy ngàn quân mã chạy như bay ra ngoài thành đi săn kim ngô vệ đi trước mở đường vũ lâm vệ hộ thủ bên phải phủ quân vệ cảnh giới phía sau tần trọng hải xuất lĩnh đông đảo hồ lâm quân gắt gao theo bên trái hoàng đế giữa hoàng giá còn rất nhiều cao thủ cầm y vệ đông xưởng theo bảo vệ Tần Trọng Hải xem tại trong mắt, liền nghĩ thế gian có người muốn ám sát hoàng đế, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Với quân binh hùng tráng cỡ này, dù võ công cỡ ninh bất phàm hay chắc lăng chiêu, cũng khó có thể đến cách người hoàng đế ba thước. Còn đang quan sát, đã thấy Giang Sung, lưu kính vây quanh hoàng đế. Ba người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện có vẻ cao hứng, Tần Trọng Hải dùng mình thầm nghĩ, địch ngoài dễ tránh, cướp nhà khó phòng muốn giết hoàng đế lão nhi, căn bản không nên lấy cứng đối. Cứng, chỉ cần làm được đại thần như Giang Sung, Liêu Kính, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thưởng cho hắn một đao. Chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng cười lớn của Giang Sung. Hôm nay xem hoàng thượng cao hứng như thế, chẳng lẽ có chuyện tốt lành gì chăng? Hoàng đế cười nói, Giang Ái Khanh hỏi rất hay, chậm mấy ngày nay xem công văn, biết Ngân Xuyên được phong làm thái tử phi Hãn Quốc, lại thêm được khả hãn bên đó cực kỳ thương yêu. Chấm thấy con mình có kết quả tốt, trong lòng lấy làm sung sướng. Giang Sung cười nịnh nói: "Hoàng thượng trời sinh nhân ái, văn võ thánh đức, công chúa có được phụ thân như vậy, thật là ao ước của không biết bao nhiêu nữ nhi thiên hạ." Hoàng đế cười ha hà nói: "Mồm miệng ngươi thật mau lẹ." Y lại lắc đầu thở dài. Lời này nếu do Ngân Xuyên thốt ra, chấm sẽ vui vẻ biết bao lời lẽ tựa hồ đừng có tâm tư riêng. Lưu Kính mỉm cười khuyên nhủ. Xin Hoàng thượng đừng phiền não, nếu nhớ tới công chúa, ít ngày nữa liền thảo. Một phong thơ, bảo công chúa hộ tống hôn phu du hành trung thổ một chuyến, thứ nhất vì lão nhớ nhà tình của công chúa. Thứ hai, Hoàng thượng nhân dịp dạy dỗ nữ tế một phen, dạy cho hắn một chút đạo lý làm người. Hoàng đế nhìn chân trời phía xa, thở dài nói. Vẫn là lưu công công hiểu lòng của chấm đang khi nói chuyện thấy một con thỏ phía trước hoàng đế liền thúc ngựa đuổi theo tần trọng hải ngáp một cái thầm nghĩ xem hai người này đấu đá lợi hại mỗi câu nói đều mang niềm vui cho hoàng đế có điều lưu kính đa mưu túc trí vài câu liền hạ mã được tên thỏ đế giang sung lại nghĩ tiếp có điều hai người này cũng thật gan to bản thân còn án trong triều vẫn còn theo hoàng đế đi ra săn thú giống như không có việc gì lúc này hoàng đế dương cung lắp tên, soạt một tiếng liền bắn con thỏ ngã ra đất. Mọi người lập tức hoan hô khen ngợi, xem ra thể lực của hoàng đế không. Kém, cũng là hạng người trời sinh hiếu động, an đạo kinh vội lao về phía trước thu thập chiến lợi phẩm. Mọi người tán thưởng, chỉ nghe giang sung lớn tiếng khen. Hoàng thượng thông thạo cung tiến, võ công siêu phàm, chính xác là đệ nhất thiên hạ. Tần Trọng Hải nghe vậy thầm cười khẩy chỉ bắn một con thỏ mà được xem là đệ nhất thiên hạ, như vậy lão tử không phải là siêu phàm nhập thánh, trở thành đệ. Nhất cao thủ 500 năm qua sao? Đoạn đường về sau, nếu gặp dã thú to lớn, chúng tướng lập tức lùa nó chạy tới trước người hoàng đế, để cho quốc chủ tận tình hưởng thụ niềm vui săn bắn. Tần Trọng Hải càng nghe Giang Sung vuốt mông ngựa cùng Lưu Kính bồi tiếp giải sầu, càng thấy nhàm chán cực độ. Hôm qua đàm luận quá muộn, giờ phút này buồn ngủ kéo tới lại làm một giấc trên ngựa. Tần Trọng Hải ngủ ngon, mặc cho, Vân Lý Truy, đi trước đại quân. Trong khi mơ mơ màng màng, đại quân càng chạy. Càng xa, đã rời cung thành đến ngoài ô. Tần Trọng Hải đâu quản nhiều mà chỉ lo ngủ, cũng may, Vân Lý Truy, là bảo mã chăm chỉ không lười biếng như chủ nhân, cả đoạn đường dài lại không hề rơi đội ngũ. Tần Trọng Hải đang trong mộng đẹp, bỗng nghe có tiếng hống kỳ dị từ xa truyền lại, xa thì bay bổng gần thì trầm lắng. Tần Trọng Hải thân mang nội lực hùng hậu, đang ngủ mà vẫn cảm nhận dị trạng quanh thân. Lúc này giật mình mở mắt nghiêng tai, chỉ nghe rất xa truyền đến một tiếng gầm gừ, y lại càng hoảng sợ, vội vã đứng trên lưng ngựa nhìn lại. Đã thấy trong rừng cây phía xa có một con hổ giữ cao tới cả trượng, hình thể cường tráng hiếm thấy trên thế gian. Tần Trọng Hải thất kinh, nhìn về phía hoàng đế thì lòng càng phát lạnh. Lúc này hoàng đế đã thoát khỏi đội ngũ, cưỡi con hắc mã gọi là ô vân đôi tuyết, thần tuấn phi thường, lúc này gõ móng chạy gấp hướng về mãnh hồ. Tần Trọng Hải đang ở đại đội bên trái cách hoàng đế chừng nửa dặm, sốt ruột dị thường nhưng không cách nào ngăn cản. Hoàng đế thì nào biết nguy hiểm, quay đầu lại cười nói. Người nào đuổi được, chấm liền thường một thanh bảo kiếm. Y thúc ngựa, con hắc mã y vang một tiếng rồi lao về phía trước người trưởng, chỉ cách mãnh hồ không xa. Đám người an đạo kinh mang võ công không kém, lúc này cũng phát giác có mãnh hổ ẩn nấp, ào ào kêu lên. Có cọp, thánh thượng mau quay lại. Chỉ là hai bên cách quá xa, hoàng đế nghe không rõ, đưa tay bụng tai rồi cười nói. Các ngươi nói cái gì? Chẫm nghe không rõ. Tần Trọng Hải thấy tình thế không ổn, lập tức thúc mạnh con ngựa. Vân Lý truy thất bảo dị thường, lúc này chạy như tên bắn, thoáng chốc vượt qua đám người giang sung, miệng y còn kêu to. Hoàng thượng cẩn thận, có cọp. Tần Trọng Hải hô lên như sấm, hoàng đế nghe có mãnh hổ thì hoảng sợ, đang muốn thúc ngựa thối lui, bỗng nghe trong bụi cỏ bên phải truyền đến một tiếng giống. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đôi mắt hổ vàng óng đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Hoàng đế thất kinh kêu lên. Cọp! Y thúc ngựa một cái, quát. Mau chảy! Lập tức lao ra trôi chết, nào ngờ bên trái lại có tiếng rào rào giống to, thêm có một con mãnh hổ lao ra thì ra nơi đây có song hổ mai phục. Ô vân đới tuyết tuy là thần mã nhưng mắt thấy hai con hổ phía trước, hỏi sao không sợ. Nó hí lên một tiếng, không ngờ dựng thân bỏ chạy sâu trong thảo nguyên, hất tung hoàng đế té xuống đất. Hoàng đế ngã ra, chỉ thấy hai con hổ hô. Ứng một tiếng, chậm rãi đi đến, miệng hùm như bồn máu đỏ, vớt hổ sắc lẹm như đao. Nếu bị cao một trào, cắn một cái, tất là huyết nhục tung tóe hoàng đế sợ đến mặt không còn chút máu, run giọng thốt. Ai tới cứu chấm? Lúc này lưu kính, tiết nô nhi cùng nhân mã đông xưởng ở bên phải. Giang sung, an đạo kinh cùng hào thủ cầm y vệ ở bên trái, đều cứu giá không kịp. Đám ngự tiền thị vệ càng bị bỏ lại phía. Xa, chỉ thấy con hổ bên trái điên cuồng gào lên một tiếng, lao tới hoàng đế. Trong nháy mắt sinh tử này, bỗng nghe một tiếng nổ vang, mãnh hổ nọ chúng đạn lăn ra trên đất mọi người cấp bách nhìn lại chỉ thấy trên tay giang sung có một khẩu súng nòng súng còn tỏa ra khói nhẹ ra là gian thần nổ súng cứu giá ngày ấy thấy la ma thập dùng một khẩu súng tốt giang sung yêu thích mới thu lại không ngờ hôm nay lập được công lớn cỡ này hoàng đế thấy mãnh hổ bên trái vừa chậm tận dụng thời cơ nhằm phía đông xưởng hai tay vẫy loạn kêu lên cứu mạng mãnh hổ bên phải hoàn hảo vô khuyết hoàng đế bỏ chạy lại kích phát thú tính của nó liền vồ tới ngay tại trận. Giang Sung thấy mãnh hổ lao thẳng hoàng đế thì sợ toát mồ hôi lạnh, lập tức nhồi thuốc bắn thêm một phát. Mãnh hổ nọ trúng đạn, nhất thời cuồng nộ, nó xoay người đổi hướng lao về Giang Sung. Giang Sung thất kinh quát, muốn làm cái gì? Y giờ sung bắn nhưng chưa kịp nhồi thuốc, An Đạo kinh thấy tình thế không ổn, vội vàng cầm đao ngăn cản. Chỉ là con hổ thật sự dũng mãnh dị thường, trên người trúng đạn mà vẫn loạn trào loạn cắn đao pháp của an đạo kinh dù lợi hại nhưng nhất thời chưa thu thập nổi đám người cầm y vệ bị mãnh hổ quấn loạn thành một vùng cả đám cử đao sử thương nhắm thẳng tim con mãnh thú mà đâm mãnh hổ còn lại hào phát vô thương hung mãnh điên cuồng đánh tới hoàng đế hoàng đế chạy hộc tốc trong miệng liên tục hét lớn cứu mạng cứu mạng nào ngờ dưới chân vấp một cái hoàng đế té ngã trên đất con hổ xoay người càn lại chắn trước y cùng đám đông xưởng. Chỉ nghe con hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, miệng máu khổng lồ đớp tới. Xem ra vạn tuế đương chiều sắp bị ăn tươi nuốt sống. Lại nói tần trọng hài thúc ngựa chạy như bay. Lúc này chỉ cách gần trăm thước, mắt thấy cảnh này thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kêu lên. Tiết Nô Nhi, mau mau xuất ra, thiên ngoại kim luân của ngươi. Ai ngờ Tiết Nô Nhi như si ngốc đứng không nhúc nhích. Tần Trọng Hải thấy không thể cản, bất chấp mộ thương vạn tuế ra, lập tức giơ Lên chiếc cung bảo đài, soát một tiếng, tên dài bắn ra. Chỉ nghe một tiếng gầm rú, con hổ bị bắn trúng chân sau, máu tươi văng tung tóe. Nó dừng lại một chút nhưng hung tính vẫn còn, cả nhắc lao tới hoàng đế. Liền vào lúc này, chỉ thấy kim quang chợt lóe, trong đám nhân mã đông sưởng bay ra một cái bánh xe màu vàng, chém thẳng tới mãnh hổ. Tần Trọng Hải thấy thì vui vẻ. Rốt cục Tiết Nô Nhi chịu ra tay, mãnh hổ dù hung ác nhưng khó mà cần một kích của võ lâm cao thủ. Có điều nhìn đường bay của Kim Luân, thì trong lòng y lại cả kinh. Đúng là có chỗ kỳ quái, xem kinh lực mãnh liệt, chỉ sợ chàm chết mãnh hổ sẽ cũng chém hoàng đế thành hai đoạn. Tần Trọng Hải vừa sợ vừa nghi, mắt thấy hoàng đế ở trước không xa. Hai chân y điểm một cái, liền từ trên lưng ngựa bay tới muốn ôm hoàng đế vào ngực. Chỉ nghe qua một tiếng bi thảm, Quả nhiên mãnh hổ bị cắt thành hai nửa nhưng lực đạo của Kim Luân chưa hết, tiếp tục xẹt tới hoàng đế. Nếu trung đích, chỉ sợ hoàng đế liền bị chém ngang hông ngay tại trận. Tần Trọng Hải hư một tiếng, vươn cánh tay vượn muốn ôm hoàng đế. Bỗng một bóng người hiện lên trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, người nọ nhanh hơn Tần Trọng Hải một bước ôm lấy hoàng đế, Tần Trọng Hải thấy thân pháp của người này thật nhanh, phát sau mà đến trước. Y cấp bách nhìn lại, ra là tổng quản Đông xưởng Lưu Kính. Kim Luân bay ra xa, lượn vòng giữa không chung rồi quay về tay Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải thầm mắng, lão tiểu tử muốn làm cái gì, suýt nữa làm hại hoàng đế, sao ra tay nặng như vậy. Y quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Tiết Nô Nhi khó coi, trong miệng lầm nhầm. Như lòng giả có quỷ. Tần Trọng Hải thấy vậy càng nghi hoặc, không đúng, võ công của Tiết Nô Nhi cao tuyệt, có thể nào ra tay lỗ mãng như thế. Chẳng lẽ có mưu đồ gì khác nhớ tới cử chỉ quái dị của Tiết Nô Nhi ngày gần đây, lòng càng nghi ngờ không yên. Quay đầu đã thấy Lưu Kính ôm hoàng đế từ xa chạy tới, y hoàng sợ hỏi. Thánh thượng có bị thương? Hoàng đế nằm trong ngực Lưu Kính, quay đầu thấy mãnh hổ bị chém làm hai đoạn. Ban nãy bị nó đuổi theo, không biết vừa rồi bản thân thiếu chút nữa chết trong tay Tiết Nô Nhi, liền vuốt ngực nói. Không có việc gì, chấm không có việc gì. Lưu Kính thở dài một hơi, đang muốn mở miệng thì nghe Giang Sung từ xa kêu lên. Tiết Nô Nhi to gan, dám hành thích hoàng thượng, mau bắt cho ta. Hoàng đế thân không võ công, không biết suýt chết trong tay người một nhà, có điều Giang Sung mắt sắc cỡ nào, đã nhìn ra chiêu thức của Tiết Nô Nhi hiểm ác dị thường, thiếu chút nữa giết chết hoàng đế. Đám người cầm y vệ liền thúc ngựa thẳng đến vây quanh Tiết Nô Nhi. Hoàng đế nghe vậy cả kinh, quay đầu nhìn về phía Lưu Kính, hỏi tiết phó tổng quản muốn hành thích ta sao? Thế, thế là thế nào? Vừa rồi không phải hắn xuất thủ cứu ta sao? Trên mặt lưu kính hiện thanh khí, không đáp mà ghé mắt nhìn lại, thấy Giang Sung đã tới gần thì cắn răng một cái, để thanh quát. Tả hiểu đâu, tiết nô nhi ra tay không biết nặng nhẹ quấy nhiễu thánh thượng, mau bắt lại. Mọi người nghe vậy thì cả kinh, tiết nô nhi càng run rẩy toàn thân, buông kim. Luân ngơ ngác đứng ở tại chỗ chưa thái giám đông sường thấy tổng quản muốn bắt tiết nô nhi nhất thời không biết làm sao cho phải đám đại nội thị vệ như tần trọng hải thấy biến cố cỡ này cũng đều ngây người mắt thấy cẩm y vệ chạy tới tiết nô nhi thì thào hai đầu gối mềm nhũn quỳ sấp xuống đất thần cứu giá vội vàng nhất thời ra tay quá nặng xin hoàng thượng chỉ tội trong tiếng nước nở lão liên tục dập đầu thỉnh tội lưu kính cũng mặt xám như cho nghĩ đến bản thân quản giáo thủ hạ không nghiêm, lần này sẽ chịu trách cứ. Hoàng đế thoát khỏi lưu kính, tiến lên rừng trước mặt Tiết Nô Nhi, vẻ mặt không đành lòng như không tin đối phương sẽ hại mình. Giang Sung đã đến đây, để thanh quát. Bắt họ tiết lại cho ta, cha xem hắn còn đồng bọn hay không. Khi nói thì trừng mắt nhìn lưu kính, đầy mặt sát khí. Hoàng đế lắc đầu nói. Giang Khanh chậm hãy động thủ. Giang Sung vội khuyên nhủ tiết nô nhi cùng hung cực ác, dụng tâm ác độc. Hoàng thượng không nên tha cho hắn. Hoàng đế nói, tiết phó tổng quản luôn luôn trung thành tận tâm, tuyệt không xuống tay ra hại ta. Việc này chỉ ngoài ý muốn, không nên truy cứu làm gì. Giang sung hừ một tiếng, tiếp theo ghé đầu bên tai hoàng đế, thấp giọng kể lề. Tần trọng hải vẫn khởi nội lực cẩn thận nghe lén, có điều hai bên cách xa mà còn ngược gió, chỉ nghe được ba chữ Quỳnh Quý Phi hoàng đế nghe xong giang sung rèm pha một phen, thoáng chốc thân thể run lên, cúi đầu thở dài nói. Ai, được rồi, trước hết hãy giam tiết phó tổng quản lại, điều tra kỹ càng sau lại nói. Giang sung mừng rỡ nói. Thánh thượng anh Minh, tần trọng hải sinh nghi nghĩ thầm, đây là chuyện gì? Rõ ràng hoàng thượng không muốn chỉ tội tiết nô nhi, nhưng sao nghe Giang sung lại đổi ý? Rốt cuộc Giang sung rèm pha gì mà lợi hại như thế? ta phải tra cho rõ ràng. Lúc này đám cầm y vệ đè nghiến tiết nô nhi lại, quát. Đi! Trời chiều ngã về tây, ánh nắng hắt trên người lưu kính cùng tiết nô nhi. Chỉ thấy hai người từ xa xa nhìn nhau, khóe miệng tiết nô nhi đột nhiên run lên như muốn nói lại thôi, an đạo kinh đẩy vào lưng tiết nô nhi, quát. Còn nhìn cái gì? Đi nhanh! Mắt thấy tiết nô nhi bị áp giải như vậy, lưu kính bất giác thở dài một tiếng, Tựa hồ cũng có tiếng xin lỗi không nói thành lời. Hết thầy sự tình, thỉnh quý vị hãy tiếp tục đón xem phần tiếp theo. Vui lòng nhấn like hoặc theo dõi nếu bạn yêu thích kênh